sân Huế. Đúng rồi anh.
是我不要那白花杨春花con chào chú Bình Minh chú Bình Minh coi mấy cái cảnh này nhớ ngày xưa không? Em chào chị Hiền Trân, hồi nãy em tìm tên chị, em tắt tên chị mà không thấy. Chào Nguyễn Thi. Chào chị Maria Nguyễn. Chào anh Hùng Đoàn. Chào anh Khanh Phạm. Chào em Trịnh Bá Tư. Dạ. Xong rồi, bây giờ mình tạm chia tay với nhạc đi ha. Tạm chia tay với nhạc. Tạm chia tay với nhạc đi. Để từ từ để em chỉnh cái máy lại cho nó đàng hoàng, cái nó xéo xẹo ha. Em chào tất cả anh chị em, cô chú bác thân thương. Hôm nay rất là vui được gặp lại tất cả anh chị em, cô chú bác thân thương. Cảm ơn tất cả anh chị em, cô chú bác thân thương rất là nhiều. Thì hôm nay em lại tiếp tục cập nhật về cái tình hình của cái con virus corona, tức là cái con virus tập cận bã anh chị em à. Thì anh chị em cũng biết á, hàng ngày thì như là cái biến của cái con virus này nó rất là phức tạp. Xin thưa với tất cả anh chị em, cô chú bác. Nhưng xin thưa với anh chị em, cô chú bác là tình hình hiện nay ở Việt Nam thì nó còn rất là tồi tệ, mà nó bưng bít rất là nhiều. Xin thưa với anh chị em, cô chú bác. Tại sao em lại làm mấy cái chủ đề này liên tiếp mấy ngày? Xin thưa với anh chị em, bởi vì đây là một cái vấn đề rất là quan trọng đối với nó, phải nói đến là cái sự tồn vong của dân tộc của chúng ta. Và mình phải lột tả ra cái sự minh bạch, cũng như là lột tả ra cái sự dối trá của cái nhà cầm quyền cộng sản, họ bưng bít như thế nào. Chào anh Kỳ Phương. Bởi vì anh chị em cũng biết á, cái con virus này chúng ta đâu có thấy nó đâu, chúng ta cũng không có sờ, chúng ta không có ngửi được nó nằm ở đâu, nó nằm ở đâu 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 á, nó không màu không mùi, chúng ta không thấy được. Mà hiện nay thì rất là nguy hiểm. Và anh chị em có biết không, có một điều rất là buồn hiện nay á, cái người mà bị nhiễm bệnh, cái người chết ở Việt Nam thì nó ít hơn là những người mà bị mời lên đồn công an để làm việc.
bị coi như là đưa những cái thông tin sự thật về cái con quái vật corona này, thì rất là nhiều người bị phạt tiền, bị mời lên đồn công an, bị coi như là hăm dọa. Xin thưa với anh chị em, đó là một điều rất là khốn nạn. Và anh chị em có biết không, hiện nay á, là theo thông tin của cái Facebook Bonnie Skin, thì anh chị em biết là 33 người mà bị nhiễm virus tập cận bã này ở trong bệnh viện Chợ Rẫy vừa qua đã bị chết rồi, đã chết rồi. Nhưng mà chào anh Hải Huỳnh, nhưng mà những cái người mà bác sĩ gây mê, mà cái người mà đưa cái thông tin đó ra hiện nay á, thì bị đuổi việc. Cho nên á, đây là một cái sự bưng bít rất là khốn nạn. Xin chào tất cả anh chị em cô chú bác cô sao nha. Và chúng ta biết rằng á, hiện nay ở Trung Quốc đó, thì cái dịch bệnh nó không thể nào kiểm soát được nữa, và nó rất là nguy hiểm. Và họ coi như là luôn bưng bít thông tin, kể cả coi như là Việt Nam cũng vậy, Việt Nam cũng bưng bít thông tin, không có khác gì bên Trung Quốc. Như vậy thì xin thưa với anh chị em, họ bưng bít thông tin như thế nào thì chúng ta thử đi tìm hiểu về cái sự bưng bít thông tin của họ. Và ở đây có một cái bài báo gọi là bài báo Tinh Hoa, do cái đảng đĩ này nó bưng bít, nó làm cho cái sự lan tràn khắp nơi. Và thay vì người ta biết sớm, người ta coi như là dùng thuốc, người ta có thể trị nó hết đó, nhưng mà từ cái việc mà nó bưng bít thông tin, nó che giấu, thì thành ra là dẫn đến chết quá nhiều, và tình hình bây giờ không kiểm soát được. Anh chị em biết á, hôm nay ở Cà Mau lại coi như là có thêm mấy ca nữa bị chẩn đoán dương tính với cái con virus corona này đó. Thì ở bên Trung Quốc á, thì bây giờ nó coi như là nó lại xây thêm những cái coi như là gọi là một cái bệnh viện, gọi là bệnh viện Hỏa Thần Sơn đó. Chúng ta thấy ghê không, Hỏa Thần Sơn, tức là cái ngọn lửa của núi, cái ngọn núi lửa, cái ngọn núi lửa, xây cái bệnh viện mà đặt cái tên là anh chị em thấy là bị là hủy diệt rồi, Hỏa Thần Sơn mà. Đó thì anh chị em biết, chúng ta thì tìm hiểu về cái bài báo này, nó coi như là xây cái bệnh viện này đó để nó làm cái gì đó. Thì chúng ta, tại sao chúng ta phải cập nhật cái tình hình ở Trung Quốc và để đưa lên? Bởi vì xin thưa với anh chị em, bởi vì cái sự bưng bít của Việt Nam nó không khác gì với Trung Quốc, và nó đều nghe lệnh của Trung Quốc để làm những cái vấn đề này. Cho nên là chúng ta phải nhìn lột tả ra cái tình hình ở Trung Quốc, và chúng ta nhìn lại Việt Nam của chúng ta. Chào tất cả anh chị em, cô chú bác vô sao nha. Thì bây giờ em sẽ dẫn anh chị em đi đến một cái bài báo. Đây, ở đây em có một cái bài báo, có thể là anh chị em chữ nhỏ quá đọc không được, em sẽ đọc cái bài báo này cho anh chị em. Tiết lộ sự thật về bệnh viện Hỏa Thần Sơn, đây là một cái bẫy chết người. Một bệnh viện mà tại sao lại gọi là cái bẫy chết người? Ở đây là bài báo của Tinh Hoa. Anh chị em à, Tình hình dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đang gia tăng nhanh chóng. Chính quyền Trung Quốc đã cho xây dựng thêm bệnh viện Hỏa Thần Sơn, trở thành bệnh viện lớn thứ 5 tiếp nhận người bệnh viêm phổi. Tuy nhiên, theo tin tức mà bác sĩ ở Bắc Kinh tiết lộ, đây là một cái bẫy chết người. Người dân bị sốt sẽ biến mất tại chỗ. Anh chị em thấy khủng khiếp không? Đó, em chào chị Funiskin. Là bệnh viện mà khi mà người dân bị sốt mà đưa vào cái bệnh viện đó thì biến mất. Anh chị em thấy một cái lực lượng hùng mạnh của coi như là Trung Quốc đây. Những cái lực lượng này đó, khủng khiếp không? Đây là cái lực lượng về quân đội của nó. Và nó vào đây. Nó gọi là nhân viên y tế từ các lực lượng vũ trang được điều tới bệnh viện giả chiến ở thành phố Vũ Hán ở tỉnh Hồ Bắc. Đó, chúng ta thấy chưa? Theo cái bài báo này á, thì truyền thông Đảng Cộng sản Trung Quốc
công bố ngày 2 tháng 2 rằng Bệnh viện Hỏa Thần Sơn chính thức được giao cho quân đội Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng. Sau khi bàn giao, 1.400 nhân viên y tế trong quân đội sẽ cứu chữa cho những người bị lây nhiễm bệnh viêm phổi Vũ Hán do virus corona loại mới gây ra. Theo báo cáo, thiết kế của Bệnh viện Hỏa Thần Sơn theo Bệnh viện Tiểu Thanh Sơn tại Bắc Kinh trong dịch SARS năm 2002-2003 với diện tích hơn 30.000 mét, gồm 419 phòng bệnh và 1.000 giường bệnh, chỉ trong 3 ngày đã có rất nhiều người bị nhiễm bệnh được đưa đến đây. Đó, chúng ta thấy chưa? Bình luận viên Tần Bằng Sống tại Mỹ cho biết Hỏa Thần Sơn do 1.400 phụ trách quản lý. Trên thực tế, người bị nhiễm bệnh tự sinh tự diệt. Nếu như thực sự cứu không được, quân đội sẽ theo lệnh của cấp trên mà hỗ trợ người bệnh nặng, giúp họ sớm giải thoát sự thống khổ. Đó, có người bệnh nào muốn chết không anh chị em? Không có người bệnh nào muốn chết hết đó. Nhưng mà nó kêu là nó giúp người bệnh để giải quyết sự thống khổ, tức là nó giết người ta luôn. Khủng khiếp không? Trên mạng có nhiều ý kiến cho rằng khi quân đội tiếp quản Bệnh viện Hỏa Thần Sơn tại Vũ Hán, có nghĩa đây là một trại tập trung chết người, chỉ có đường vào mà không có đường ra. Trước đây ở Bệnh viện Tiểu Thanh Sơn, thậm chí người ta còn đem còn thở đưa vào lò thiêu. Khủng khiếp không? Đảng Cộng sản Trung Quốc từ trước đến nay vốn xem thường sinh mệnh, chỉ vì bảo vệ tồn vong của mình mà xử quyết người bệnh. Khủng khiếp không anh chị em? Đây là một cái bài báo Tinh Hoa, một cái bài báo lớn chứ không phải là một cái báo lá cải gì. Một bác sĩ có thâm niên tại Bắc Kinh chia sẻ, sau khi Bệnh viện Hỏa Thần Sơn vội vàng xây xong đã để quân đội vào trước, điều này thực sự là quá rõ ràng. Đây thực sự giống hệt mô hình Bệnh viện Tiểu Thanh Sơn trước đây. Toàn bộ những người bị sốt sẽ biến mất tại chỗ. Khủng khiếp không anh chị em? Ông nói rõ, nói thẳng ra, đây là xây dựng một cái bẫy người sống lẫn người chết, xong rồi thì thiêu xong là hết. Anh chị em thấy khủng khiếp không? Nơi cách ly giống như một trại tập trung. Trên thực tế, một bác sĩ họ Vương ở trung tâm cấp cứu thành phố Vũ Hán đã cầu cứu ra bên ngoài, tiết lộ rằng con số tử vong do nhiễm virus Vũ Hán thật khủng khiếp. Lúc dịch bệnh mới bùng phát, số lượng thi thể tại bệnh viện còn xử lý được đều được đưa đến nhà tang lễ, nhưng số thi thể càng ngày càng nhiều tới mức không thể xử lý theo phương pháp thông thường, nên các bệnh viện đều dùng xe chở hàng để vận chuyển về viện cuối thì để được đưa đi xử lý ở đâu thì không rõ. Chúng ta thấy chưa? Đó, nó đưa đi nó thủ tiêu luôn chứ còn đưa đi đâu mà không rõ, đúng không? Ngoài ra có rất nhiều người bệnh không thể nằm viện nên đã trở về nhà tử vong tại nhà. Đồng thời cũng có rất nhiều người bệnh đã bị nhiễm nhưng chưa được chẩn đoán xác định. Số lượng có thể nói là nhiều tới mức không cách nào thống kê được. Chúng ta thấy chưa? Nhưng mà nó vẫn bưng bít, nó nói là chỉ có mới 30.000 người thôi. Đó. Còn có rất nhiều người nghi ngờ bị nhiễm bệnh sau khi đưa vào khu cách ly bên trong bệnh viện. Mỗi ngày đều có người đem cơm đến để trước cửa phòng, không có người chăm sóc. Tình cảnh rất tệ, có người làm việc tại đây tiết lộ một khi đã vào khu vực cách ly thì không thể ra ngoài, bất cứ lúc nào đều có thể gán cho lý do diễn tiến bệnh xấu đi mà tử vong. Những khu cách ly như vậy rốt cuộc đang giữ bao nhiêu người bị nhiễm bệnh thì bên ngoài hoàn toàn không biết được. Chúng ta thấy chưa? Tại bệnh viện Vũ Hán thứ 5, trong 5 phút có 8 thi thể được khiêng đi. Bây giờ chúng ta thử xem một cái video này. Chào Tanaka Lan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
chúng ta thấy chưa? Đây. Đó. Nó quay nó giấu mặt hết anh chị em à. Ừ. Ừ. Anh chị em thấy nó đóng à. Đó. Ghê không? Thì đúng rồi, vô cách ly là chết chắc. Ừ. Đó. Khủng khiếp một cái bệnh viện. Ừ. Đó. Thi thể. Ừ. Thi thể. Ừ. Chết rồi. Chết rồi anh chị em à. Đó. À. Cha đã chết rồi nè. Ở, nó nói là cha nó chết rồi. Ừ. À, anh chị em nè. À, không có một cái dấu hiệu nào là sống cả. Ở dưới có dòng chữ tiếng Anh và tiếng Hoa đó anh chị em. À, à. Đó. Một người nữa đã chết. À, à. Một người nữa đã chết tại đây. À, chúng ta thấy ở dưới cái hàng nó có một cái dòng chữ tiếng Anh. À, em thì không có giỏi về tiếng Anh cho nên là đọc được cái câu nào thì đó, thêm một người đã chết nữa. Đó. Một đứa con trai đã tắt thở. À, con trai của anh ấy đã bị tắt thở anh chị em. Đó. Ừ. Đó. Đó. À. Đó. Chúng ta thấy không? Cái dòng chữ nó chạy lên đó. À. Chào em gái miền Tây. Ừ. Chúng ta thấy rất là khủng khiếp. Ừ. Ừ. À, có thêm những cái thi thể ở bên ngoài nữa. Đó. Nó nói là có thêm những cái thi thể ở bên ngoài nữa. À. 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 8 thi thể rồi. Đó, 8 thi thể anh chị em à. Đó. Ừ, và bây giờ anh chị em xem. Bây giờ tiếp tục nó nói cái gì ở đây? Đó, anh chị em thấy khủng khiếp không? À, bệnh viện mới xây xong đã có cả người chung giường. À, ghê không? Đây, à, cái hàng đúng không? À, ngoài bệnh viện Hỏa Thần Sơn ra còn có bệnh viện Lôi Thần Sơn. À, những cái tên khủng khiếp không à? À, Lôi Thần Sơn á, tức là à, cú cái cú đấm của coi như là thần núi đó anh chị em à. Ừ. Cú đấm của núi á, với diện tích kiến trúc 75.000m2, à, chứa 1.500 giường bệnh, ngày 5 tháng 2 được đưa vào sử dụng. Ngay sau đó đã tiếp nhận người bệnh. Cùng lúc đó, chính quyền Vũ Hán còn xây dựng thêm tiểu bệnh viện container. Ừ. Đó, ở 3 quận khác nhau với 3.800 giường bệnh. Tuy nhiên, hình ảnh bên trong những nơi này rúng động cộng đồng mạng. Anh chị em thấy không? À, khủng khiếp không anh chị em? Ừ. Đó. Từ ảnh chụp cho thấy có trên cả ngàn giường bệnh và giữa các giường bệnh hoàn toàn không có khoảng trống, có nghĩa là toàn bộ người bệnh đều ở trong cùng một không gian, có thể lây lẫn nhau, căn bản không có cái được gọi là cách ly. Kỳ thực đây là một khoang chứa lớn thì đúng hơn. Anh chị em thấy không? Đây. À, anh chị em thấy đó. À, nó có coi như là hình ảnh à. Ừ. Đây là cái hình ảnh coi như là bên trong của bệnh viện container à, lần lượt được tiết lộ khiến không ít cư dân mạng phải rùng mình và kinh hãi. Ừ. Mặc dù có ảnh chụp cho thấy đâu có ở bệnh viện container có ngăn cách giữa các giường, nhưng phía trên chỗ vách ngăn vẫn lưu thông không khí bị bịt kín, chúng ta thấy chưa? Ừ. Đó, rất khủng khiếp anh chị em à. Có thể tưởng tượng rằng nếu có một bệnh nhân vì đau đớn mà kêu rên than khóc thì toàn bộ người bệnh trong khoang này cũng đừng mong được nghỉ ngơi. Điều đáng sợ hơn chính là người bị nhẹ và nghi ngờ bị nhiễm bệnh được đưa đến đây cũng bị lây lan, làm tăng thêm tốc độ tiến triển của bệnh. Ở đây nó gọi là cái sự đó là nó gọi là bội nhiễm anh chị em.
nhiễm bắt đầu nó bội nhiễm rất nhiều cư dân mạng không phải là bệnh viện mà là trại tập trung chết người, chỉ có vào mà không có ra, ai vào đây được, ở chung cùng một đại sảnh tăng nguy cơ lây nhiễm lẫn nhau, cũng đồng nghĩa bị tuyên án tử hình. Wow, chúng ta thấy chưa, sự thật đó, sự thật ở bên trong đó anh chị em. Đó, bây giờ chúng ta quay lại. Nếu như vậy thì ở Vũ Hán, ở Trung Quốc nó rất là nhiều bệnh như vậy, đến nỗi mà xác người chở không hết, xác người chết ở trong bệnh viện, xác người chết ở ngoài hành lang đó. Hồi nãy như cái video hồi nãy em đưa lên đó, thì anh chị em cũng có thấy là ở những cái phụ đề ở dưới nó viết bằng tiếng Hoa và tiếng Anh, thì em cũng có đọc cho anh chị em thấy rằng có những cái thi thể nó chết ở bên trong, có những thi thể chết ở bên ngoài đó, và có những thi thể là lớn tuổi, có những thi thể là trẻ tuổi, anh chị em thấy không? Chào anh Phương Duy Võ. Và xin thưa với anh chị em, còn cái bệnh viện Hỏa Thần Sơn này thì anh chị em thấy đó, một cái trại tập trung rất là khủng khiếp, mà khi bước vào cái trại tập trung này thì sẽ không có cái cửa mà để sống, coi như là chúng ta đã đi vào con đường cuối cùng của cuộc đời. Những người đã bệnh thì bước vào đó là trở thành con đường cuối cùng. Và xin thưa với anh chị em nghĩ như thế nào khi những con người ở Trung Quốc họ bị như vậy, biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc nó mở toang, thì những người mà họ hoảng loạn, họ ở trong cái vùng dịch, họ đã trốn ra được, và những người ở trong những cái thành phố mà có dịch đó và họ trốn ra thì họ chạy đi đâu đấy anh chị em? Xin thưa với anh chị em, chắc chắn 100% là phải chạy qua Việt Nam đó. Việt Nam kiểm soát được không? 7 tỉnh biên giới, em chào chị Huỳnh Liên, 7 tỉnh biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc đó, thì người Trung Quốc nó chạy qua, bây giờ làm sao ngăn nó được, đúng không? Thì xin thưa với anh chị em, tức là Việt Nam của chúng ta bây giờ cũng không thua gì Trung Quốc đó, nhưng bởi vì bị ém nhẹm, anh chị em biết cái sự ém nhẹm nó rất là khủng khiếp, thà rằng cho biết thì còn có thể coi như là giải cứu được, mà còn cái việc rất là nguy hiểm. Chào Hằng Phạm. Và chúng ta nhìn cái sự tuyên truyền của coi như là Đảng Cộng sản Việt Nam, họ nói rằng cái con virus này nó không có nguy hiểm đó, mà anh chị em biết không, người ta chỉ cần đứng cạnh nhau có 15 giây thôi, người ta vừa lột cái khẩu trang ra coi như là chưa kịp đeo lại nữa là người đó đã bị mắc bệnh rồi, chỉ 15 giây thôi mắc bệnh rồi. Và anh chị em thấy, cái văn hóa của người Việt Nam như thế nào, chúng ta hãy xem cái văn hóa của người Việt Nam, trong khi cái thời tiết thì dịch bệnh rất là khủng khiếp kinh hoàng đó, mà chúng ta nhìn nè, nhìn cái cảnh này chúng ta thấy ngu dốt. Bây giờ có một thằng công an nó đem, nó bị mắc corona, nó giật giật, nó nằm ở đường, coi nè, mấy anh coi như là hiệp sĩ của ta nè đó, đây chị hiệp sĩ, anh hiệp sĩ nè, chúng ta không đeo khẩu trang đó, chúng ta lại sát như vậy đó, thì anh chị em nghĩ cái văn hóa của họ như thế nào? Hả anh chị em? Anh chị em nghĩ gì? Như vậy thì cái sự lây lan nó có đến không? Đó, thì những người này, nếu cái người này mà bị như vậy á, và những người mà đứng như vậy thì nó lây qua không khí mà. Em cũng biết rằng những cái bác sĩ ở phương Tây họ đã nói rồi, nó lây qua không khí, nó lây qua nước bọt, nó lây qua da, nói chung cứ coi như là ở gần đó là ok dính đó, nói vậy đi cho nó ngắn gọn anh chị em, biết không? Như vậy thì khủng khiếp không? Một sự rất là khủng khiếp. Cho nên đó, xin thưa với anh chị em, chúng ta đừng có dại dột mà thấy cái đám đông mà bu vô. Cái người Việt Nam của chúng ta có một cái tật rất là khủng khiếp, là cứ coi như là thấy đông đông cái là không biết chết hay là sống. Anh chị em có biết ở phương Tây á, mà người ta nghe một cái tiếng nổ, một cái đùng á, là người ta chạy chết bà luôn đó. Người ta coi như là cắm đầu cắm cổ người ta chạy, hoặc là người ta đóng cửa nhà lại. Còn ở Việt Nam mình anh hùng lắm, Việt Nam mình á, sắp bom ra cưa nổ cái đùng,
bao nhiêu coi như là làng xóm kéo tới hết. Tôi nói mà coi như là bởi vậy á, lỡ mà Việt Nam mà nó có khủng bố nổ cái đùng á, thì cái tiếng nổ đầu tiên là nó gài, khi người ta chạy tới nó mới phát tiếng nổ thứ hai, tôi nói chết sập đó. Bởi tôi nói cái văn hóa người Việt mình rất là kỳ cục, bệnh hoạn như thế này mà lại tiếp tục á, lao vào những cái nơi công cộng như vậy. Còn một cái điều ứng xử của những người Việt Nam của chúng ta nữa là rất là tệ hại đó. Trong cái mùa dịch bệnh như thế này mà lừa gạt nhau đó, lừa gạt nhau bán những cái hộp khẩu trang, bỏ lá cây trong đó, đó cái điều khốn nạn không? Bao nhiêu tiền một hộp khẩu trang như vậy, bao nhiêu tiền mà làm như vậy đó? Anh chị em nghĩ như thế nào đó? Rồi lấy cái khẩu trang giả, lấy cái khẩu trang mà đã xài rồi, chào anh Trần Vũ Bình, lại bỏ vào để bán cho người ta. Tôi nói anh chị em nói có sách mách có chứng không? Cho anh chị em nhìn đó, đây một cái có nè, ở đây viết coi như rất là tiếu lâm, bán giống con điểm mẹ chúng mày ghê. Tôi nói tôi phải mắc cười. Ok anh Trần Vũ Anh Bình không sao. Tôi nói nó bình luận một cái tôi rất là mắc cười anh chị em, má nó sao. Anh chị em xin lỗi anh chị em nha, hơi mắc lịch sự tí xíu bởi vì cười. Má nó sao tao cứ nhất thiết phải là đồng bào của lũ. Tức là ý của nó là tại sao nó phải là đồng bào của một cái lũ con lờ gì chứ không phải là con người vậy ta. Đó, anh chị em nghĩ như thế nào? Em chào chị Lâm Xuân. Đó, nó đè cái lá cây mà nó... Anh chị em nghĩ trong cái hộp này nè, người ta lấy ra toàn lá cây. Cái văn hóa của người Việt mình kinh doanh nó vậy mà bán online mới ghê chứ. Đó, bán qua mạng. Đó. Đó, chúng ta thấy không? Mua khẩu trang trên Facebook nhận hộp lá cây. Đó, chúng ta thấy rất là khốn nạn. Chào anh Phước Đạt. Đó. Anh chị em đó, chúng ta thấy cái văn hóa như vậy đó. Làm ăn thì bê bết. Đó. Khẩu trang thì đem cái khẩu trang giả. Rồi cái gì bán lá cây, rồi lại lấy cái khẩu trang giả đó. Em chào anh Vinh. Đây. Và bây giờ chúng ta tiếp tục theo chân của một tờ báo. Chúng ta tìm hiểu thì hàng ngày Việt Nam có phát thêm hay không? Có phát thêm bệnh hay không? Và bao nhiêu? Chào Hoa Hướng Dương, em chào Hoa 10 giờ. Đó, anh chị em chúng ta hãy cùng theo chân một tờ báo để chúng ta tìm hiểu thêm nhé. Thái Nguyên, đó, ở trên có là Thái Nguyên, anh chị em thấy chưa? Đó, mà anh chị em biết rằng báo của đảng đỉ mà nói một đó, anh chị em phải nghĩ đến 10 nha. Thái Nguyên phát hiện hai người Hồ Bắc Trung Quốc cư trú bất hợp pháp. Qua kiểm tra hành chính công an phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên đã phát hiện hai người đến từ Hồ Bắc Trung Quốc cư trú bất hợp pháp. Đáng nói hơn, một trong hai người trên có biểu hiện sốt nghi nhiễm virus corona. Đó, chúng ta thấy chưa? Đó, thì anh chị em á, nó nói hai người á thì anh chị em cứ nhân lên. Đó, và anh chị em biết rằng cái vùng dịch ở bên họ khủng khiếp quá thì họ chạy qua đây họ lánh thôi. Cái điều đó coi như là mình không trách họ được, bởi vì họ cũng là con người. Họ cũng là con người như chúng ta. Chúng ta cũng là con người, khi mà chúng ta gặp hoạn nạn, chúng ta bị đại dịch, chúng ta cũng phải trốn đi nơi nào an toàn. Nhưng cái đáng nói ở đây, tức là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ không đóng cửa biên giới. Em chào chị Trinh Đỉnh Phù Vân. Bởi vì họ không đóng cửa biên giới thì người ta họ qua đây họ trốn thôi. Cái điều đó cái điều hiển nhiên rồi. Còn ở bên Trung Quốc họ bắt, họ bị bắt, họ đưa vô coi như là cái trại tập trung, họ đưa vào cái lò cách ly để coi như là đưa vô đó là họ thiêu luôn. Còn gì, như hồi nãy còn đó nói rồi, có những người họ vô đó còn thở cũng đưa vô lò thiêu đó. Anh chị em thấy khủng khiếp không? Đó, như vậy chúng ta nghĩ gì, chúng ta nghĩ gì về cái tình hình này anh chị em? Một cái sự rất là khủng khiếp, đúng không? Ở đây breaking news, của coi như là breaking news họ nói những cái gì đây? Chúng ta hãy theo chân của tờ Breaking News. Phường Hiệp Phú, quận 9, nhân viên cây xăng nhiễm virus corona 2019, nhưng đảng bưng bít dân thành phố Hồ Chí Minh, tứ bề thọ địch,
chuẩn bị lương thực, tiền bạc để đối phó đó. À, đối mặt với đại dịch đó, đúng. À, rất là đúng. À, anh chị em à, ừ. Đó, chúng ta thấy không, à, khủng khiếp như vậy đó. Lại luôn luôn bưng bít những cái thông tin bưng bít, à, họ càng bưng bít thì dẫn đến cái sự chết người đó. Mà họ có quan tâm không? À, xin thưa với anh chị em, đảng thì luôn luôn nói là sự bình an, đúng không? Và có một tin đó, rất cần phải đáng để quan tâm. À, xin thưa với anh chị em, ở đây có một cái tin rất là cái tin này. Đúng rồi, Trung Cộng thiêu dân như người như thời Trung Cổ. Đó, bộ sẵn sàng tiếp gần 32.000 công dân Việt Nam từ các nước có dịch corona về. À, chúng ta thấy chưa? VNF, à, hiện tại Bộ Quốc phòng đã chuẩn bị cơ sở doanh trại để có thể tiếp nhận 32.000 người dân Việt Nam từ các nước có dịch corona trở về. Ngày 6 tháng 2 tại Hà Nội, Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường virus corona trong quân đội họp triển khai nhiệm vụ. Đó là cái điều đáng nói. À, xin thưa với anh chị em, tại sao tôi lại nói rằng á, ở đây là điều đáng nói? Xin thưa với tất cả anh chị em, cô chú bác rằng hiện nay là anh chị em cũng biết rằng á, mỗi một năm như vậy, à, Đảng Cộng sản nó đưa đi xuất khẩu 100.000 lao động, à, tức 100.000 người đi xuất khẩu, mà với một cái hợp đồng xuất khẩu lao động như vậy là trong 3 năm. Đó, 3 năm anh chị em, đúng không? À, trong 3 năm đó thì nó cứ gối đầu với nhau. À, như vậy thì hiện nay đó là ở trên coi như là thế giới, là người Việt Nam đi lao động ở thế giới phải là từ 300.000 đến 500.000. Bởi vì tại sao tôi gọi là từ 300.000 đến 500.000? Bởi vì cái sự gối đầu, năm này đưa đi 100.000, năm sau đưa đi 100.000, năm sau đi đưa 100.000 nữa. Và anh chị em, ở đây là cái con số ra. Và còn một cái con số nữa là cái con số đi lao động bất hợp pháp. À, à, gọi là du lịch để đi đến những cái nước đó để du lịch thật sự ra, trốn lại để làm việc. À, tại sao anh bạch hóa cái vấn đề này ra? Xin thưa anh chị em, có một cái nguyên nhân là hiện nay chúng ta cứ nhân lên đi từ coi như là 300.000 đến 500.000 người ở trên thế giới, mà thế giới bây giờ là nó bị bệnh, mà anh chị em biết các người Việt mình rất là nhiều đó. Và bây giờ những người bệnh này mà theo cái báo của đảng đĩ, à, thì nó nói 32.000 người, thì tức là con số nó phải gấp mấy lần. Xin thưa anh chị em, như vậy thì những con người mà họ gọi là người này để vô danh trại quân đội để cách ly, còn những người không được đưa vào danh trại quân đội thì họ đi về đâu? Tức là họ phải bị trả về đó. Bắt buộc khi có đại dịch ở một cái nước nào có đại dịch thì họ phải trả về đó. Thì anh chị em biết rằng những người đó họ lại quay về với gia đình, họ quay về, họ quay về mới đầu họ chưa có bệnh đó, bởi vì họ đã ủ bệnh trong người, họ mang cái mầm bệnh trong người mà nó chưa phát tán ra, thì họ đi vào những khu công nghiệp, khu chế xuất, thậm chí coi như là nhà hàng, quán ăn, họ đi để họ làm đó. Thì xin thưa với chị em, cái con số này, cái con số mà mắc dịch này á ở Việt Nam nó cao rất là khủng khiếp, chứ không phải như hiện nay cái báo của đảng đĩ nó nói đâu. À, cho nên xin thưa với anh chị em, mỗi một người chúng ta phải hết sức là thận trọng. À, ở đây không có hù dọa, hay là không có cái như là xúi dục để cái như là làm cái chuyện này chuyện kia. À, nhưng mà xin thưa với anh chị em, bởi vì đây là sức khỏe là quan trọng, đây là cái sự tồn vong của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Chứ không phải là cái chuyện vừa. Bởi vì xin thưa với anh chị em, cái dịch này mà mắc vô là chết thôi. Cứ bị là chết. À, chúng ta nghĩ sao, chúng ta có tồn tại được hay không? Thì cho nên á, cái việc mà cảnh, cái việc rất là cần thiết, một cái việc làm rất là cần thiết anh chị em. Băng đoàn, chào băng đoàn. À, xin thưa anh chị em, gia đình nghiêm ngặt nhất, tất cả mọi người đều phải cách ly tại đây. Bây giờ em sẽ cho anh chị em xem một cái bài báo của coi như là
Bài báo của người Việt đây, bây giờ chúng ta em sẽ cho anh chị em xem nó nói như thế nào. Dịch viêm phổi Vũ Hán vẫn tiếp tục lan rộng, một số thành phố ban hành lệnh đóng cửa các hộ gia đình nghiêm ngặt nhất. Đó. Tất cả mọi người đều phải cách ly tại nhà để đảm bảo người dân tuân thủ lệnh cấm. Công an tới từng nhà dân dùng xích sắt để khóa cửa. Hiện hơn 34 thành phố ở Trung Quốc được đưa vào phương thức quản lý khép kín. Đó. Ghê không? Tỉnh Hồ Bắc, Chiết Giang, Hà Nam, Giang Tô, Phúc Châu, Hắc Long Giang, Hải Nam, Giang Tây, Tứ Xuyên. Chào chị Thảo Trâm. Và Sơn Đông. Tại tỉnh Hồ Bắc có 17 thành phố bị coi như là phong tỏa, trong đó 14 thành phố bao gồm Hiếu Cảm, chúng ta thấy khủng khiếp không? Thành phố Hoàng Cương là khu vực bị ảnh hưởng nhiều thứ hai sau Vũ Hán. Trước khi thành phố Vũ Hán đóng cửa, khoảng 700.000 người đã dịch bệnh đang bùng phát nhanh chóng ở đây. Tiếp theo việc kiểm soát giao thông, vào ngày 1 tháng 2, thành phố Hòa Phương đã ban hành lệnh đóng cửa các hộ gia đình nghiêm ngặt nhất, yêu cầu mỗi hộ gia đình chỉ ra ngoài đi mua đồ ăn 2 ngày một lần. Để đảm bảo người dân tuân thủ lệnh cấm, cảnh sát tới từng nhà hỏi, nhà anh có rau và gạo không? Nếu người dân trả lời có thì sẽ dùng xích sắt khóa cửa nhà dân lại. Hành động này dường như đã vượt cả Vũ Hán. Anh chị em thấy ghê không? Dám ra ngoài và tự mình cách ly đã thăng cấp toàn diện thành không thể đi ra ngoài. Trên đài đã lan truyền một video trên một đường phố ở Hồ Bắc. Nhân viên chính phủ bảo thông phố Hồ Bắc đừng có nghĩ đến việc đi ra đường, hãy ngoan ngoãn ở trong nhà. Nếu đi ra sẽ đánh cho gãy chân. Nếu đi ra ngoài đánh gãy chân, cãi lại đánh gãy răng. Anh chị em thấy khủng khiếp không? Nó dùng cái từ và nó khóa cửa người ta. Một nhà văn Trung Quốc đang sống ở nước ngoài nhận xét. Dịch viêm phổi Vũ Hán lần này khác với dịch SARS. Người dân đã thay đổi và các quan chức cũng đã thay đổi, nhưng không phải thay đổi thành tốt hơn, khoa học, lý trí hay văn minh hơn, mà là ngày càng bù bại hơn. Chúng ta nghe ghê không? Qua đây, dư luận quốc tế đã phải thốt lên rằng tại sao bản chất con người bị hủy diệt dưới chính quyền của Trung Quốc đến mức độ như thế này? Khủng khiếp không anh chị em? Đó. Ở đây là coi như là chính tụi nó đưa ra nghe, chứ không phải coi như là em thêm thắt gì. Anh chị em thấy không? Rồi anh chị em nghĩ Việt Nam của mình nó như thế nào? Hiện nay á, chúng ta cũng biết rằng á, Cà Mau đó, Cà Mau hiện nay á là cũng rất là nhiều ca cũng bị rồi, mà Cà Mau anh chị em biết là ở tận cùng cuối đất nước rồi. Và trong mấy ngày liên tiếp là hầu như là Vĩnh Phúc, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ đó, đến coi như là Long An, Tiền Giang đó đều bị đó. Sài Gòn, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, tôi nói Củ Chi, tôi nói rất là nhiều, Bình Thuận, Lâm Đồng. Như vậy thì còn cái chỗ nào ở Việt Nam chúng ta không nhiễm nữa? Và xin thưa với anh chị em có một cái điều, có một cái điều như thế này nè. Anh chị em có biết rằng á, qua những cái đại dịch, qua cái dịch virus corona này, chúng ta mới thấy rằng á, Trung Quốc họ qua Việt Nam chúng ta khủng khiếp như thế nào. Hầu như tỉnh nào ở trong đất nước Việt Nam của chúng ta cũng có người Trung Quốc đó. Như vậy chúng ta thử đặt ra một cái dấu hỏi rằng họ qua họ làm cái gì à. Chúng ta đặt ra một cái dấu hỏi, qua họ làm cái gì trên đất nước của chúng ta à. Nhà nước Cộng sản Việt Nam họ đang làm cái gì vậy à. Đó. Hả anh chị em à. Kiểm soát được người Trung Quốc hay không, hay là họ mở cửa để họ đưa người Trung Quốc vào và họ không kiểm soát được, và người Trung Quốc họ làm cái gì trên đất nước của chúng ta anh chị em à? Họ không đem lại điều tốt đẹp cho đất nước của chúng ta, họ chỉ đem lại sự đau đớn và hủy diệt. Ở đây có một báo gọi là sự thật ở Vũ Hán, chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về cái gọi là sự thật ở Vũ Hán như thế nào à. Vũ Hán và cái Việt Nam chúng ta nó không khác gì nhau đâu anh chị em à. Anh chị em đừng có nghĩ rằng á, đất nước của chúng ta còn chủ quyền, đừng nghĩ rằng đất nước của chúng ta có chủ quyền, có nhà nước độc lập, có đâu. Đất nước chúng ta mất chủ quyền lâu rồi. Bằng chứng rằng á, những cái cửa khẩu biên giới
với Trung Quốc mở toan hoan. Mặc dù dịch bệnh như vậy, ở bên Trung Quốc nó còn coi như là cách ly, nó còn đóng cửa tất cả các cái thành phố. Chẳng hạn như dịch đó, là nó đều coi như là Hàng Châu, Tô Châu, Hồ Bắc, Vũ Hán nó đều coi như là phong tỏa rồi. Đó, nhưng mà cái cửa khẩu biên giới của chúng ta nó đâu người nó chạy qua. Tại sao để cho chạy qua? Cái thứ nhất nó có coi như là những cái nguyên nhân như sau. Thứ nhất á là người Trung Quốc, cái nhà cầm quyền Trung Quốc họ để chạy để làm gì? Cái thứ nhất họ không phải nuôi, cái thứ hai họ không phải coi như là tốn tiền để đốt xác, tốn tiền để coi như là quản lý trị bệnh cho họ. Cái nguyên nhân thứ hai là một cái nguyên nhân rất là khủng khiếp. Kiên Giang có 7 ca rồi, cảm ơn Nghi Lê. Đó, Kiên Giang á là một cái vùng giáp với vịnh Thái Lan. Đó, anh chị em cũng biết á, mà là nó gọi là thạch động rồi đó. Đó, những cái điểm du lịch rất là như Hà Tiên rồi đó, là Phú Quốc đó, chúng ta thấy không? Và đã 7 ca, đó là theo cái số liệu của nhà nước nó đưa ra thôi. Còn á có thể là nó cao hơn, đúng không? Và anh chị em biết không? Tại sao người Trung Quốc cái chính quyền Trung Quốc á, họ để, em chào anh Việt Cao Vân, họ để cho người Trung Quốc chạy qua? Xin thưa anh chị em, bởi vì họ muốn để qua đây thăng cho người Việt Nam chúng ta. Người Việt Nam chúng ta chết người nào thì Trung Quốc nó mừng ngày đó, nó sướng. Bởi vì sao? Chết người Việt Nam thì trống đất đó, chết người Việt Nam đó, thì nó đỡ tốn coi như là viên đạn, đúng không? Nó đỡ tốn coi như là công sức đó, đúng không? Cho nên á nó cho chạy qua và nó lan truyền dịch bệnh. Mà chào chị Sa Huỳnh, mà khi nó lan truyền dịch bệnh ở trên đất nước Việt Nam của chúng ta thì làm gì? Kinh tế của chúng ta bị suy sụp đó, đất nước của chúng ta bị rối loạn đó. Khi mà một đất nước mà bị rối loạn, bị hoảng loạn thì nó thôn tính đất nước của chúng ta dễ dàng thôi. Đó là cái nguyên nhân mà tại sao nó không cho Việt Nam đóng cửa biên giới đó. Cho nên đó, bây giờ chúng ta tiếp tục đi theo chân của một bài viết đó. Đây, sự thật ở Vũ Hán. Ngồi cho nghe ngắn lại mà đọc. Dưới áp lực dữ dội của cộng đồng, nhà cầm quyền Trung Quốc đã buộc phải tăng nhanh số lượng ca nhiễm virus corona, tức là virus tập cận bã, xin thưa với anh chị em, cô chú bác, được xác nhận và số ca tử vong ở Vũ Hán. Nhưng tình hình thực sự của đại dịch và tình trạng các bệnh nhân ở Vũ Hán còn tồi tệ hơn nhiều so với các báo cáo chính thức. Response Time, tờ Nhật Báo có trụ sở ở New York, đã tiến hành nhiều cuộc phỏng vấn và điều tra với các bệnh nhân và gia đình trong trận đại dịch hiện đang tàn phá Trung Quốc. Kết quả cho thấy các bệnh nhân ở Vũ Hán và gia đình họ hiện đang lâm vào tình cảnh tuyệt vọng do tình trạng lây nhiễm chéo virus corona, tức là virus tập cận bã chủng mới, cùng với sự khủng do tình trạng phong tỏa thành phố gây ra. Ngày 26 tháng 1, nhà cầm quyền Trung Quốc bắt đầu một vòng kiểm soát mới, thêm một chiến dịch kéo dài 2 tháng, hòng che giấu tình hình dịch bệnh và bắt giữ các cư dân mạng dám tiết lộ nội tình thực tế bên trong vùng dịch. Đó, cái việc mà bắt giữ nè, Việt Nam chúng ta giống không? Giống hệt Việt Nam của chúng ta vậy. Không khác gì hết. Việt Nam chúng ta ai mà đưa coi như là cái vấn đề mà dịch bệnh lên coi như là mạng internet là nó tới, nó đem, nó bắt, nó mời lên đồn ngay. Chính quyền đã đe dọa bắt giữ và kết án những người phát tán các tin đồn về bệnh viêm phổi do virus corona chủng mới. Theo một tuyên bố trên mạng xã hội WeChat, là một thông báo lưu hành nội bộ của Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc và Sở An ninh Công an WeChat, nền tảng mạng xã hội phổ biến nhất ở Trung Quốc, đã ngăn chặn bất kỳ thông tin nào về virus corona không tương thích với các báo cáo chính thức từ phía nhà cầm quyền. WeChat thậm chí còn yêu cầu tất cả các cư dân mạng đang thông báo kêu gọi hỗ trợ trên mạng xã hội này phải xác thực bằng tên thật, nếu không các tin nhắn sẽ bị xóa. Đối với đại
đa số những người dựa vào các phương truyền thông như WeChat để có được thông tin ngoài luồng tuyên truyền chính thức của chính phủ. Điều này chẳng khác nào việc tước đi quyền được tiếp cận cuối cùng đối với tình huống trần thuật của dịch bệnh đang hoành hành. Chào anh Henry Nguyễn. Chúng ta thấy không? Động thái kiểm duyệt này thậm chí còn nguy hiểm hơn cả việc phong tỏa thành phố Vũ Hán, bởi nghĩa là nhiều người Trung Quốc đã nhiễm virus của corona chủng mới sẽ không chỉ buộc phải ngồi ở nhà chờ chết trong tình cảnh thiếu chăm sóc y tế và thuốc men, mà thậm chí những nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng của họ để tự cứu mình cũng có thể bị chính quyền dập tắt. Ngày 28 tháng 1, thời điểm trước khi chính quyền Trung Quốc đẩy mạnh các nỗ lực dập tắt tự do ngôn luận trên Luận và Respond Time đã phỏng vấn và ghi lại các yêu cầu được hỗ trợ giúp đỡ của người dân Vũ Hán trên mạng xã hội. Chúng tôi không có lối thoát. Trao đổi với Respond Time, cô Lâm kể về tình huống người mẹ 50 tuổi của cô mắc bệnh viêm phổi do chủng virus corona mới. Cô đã gọi điện cho Trung tâm Dịch vụ Cộng đồng của Ủy ban Y tế địa phương. Chào anh Nguyễn Vũ Bình. Nhưng không được hỗ trợ trợ giúp, gia đình cô buộc phải trả một mức khá cao để thuê taxi lậu các anh chị em, và phải trải qua rất nhiều khó khăn do thành phố bị phong tỏa và giao thông bị cắt đứt để đưa mẹ cô đến bệnh viện. Nhưng hầu hết các bệnh viện mà mẹ cô được đưa đến đều không còn giường bệnh, và họ đành phải chở về nhà. Khủng khiếp anh chị em, rất là đáng thương. Đó. Nhiều người đã bị nhiễm bệnh, xe cứu thương đã quá tải, cô Lâm nói cho biết. Nhiều người chỉ có thể lên mạng cầu cứu, hy vọng các phương tiện truyền thông sẽ can thiệp. Đó. Con chào cô Hồng Nguyên. Và thu hút sự chú ý của chính quyền. Tôi đăng một tin nhắn cầu cứu trên WeChat. Tôi đã để lại số điện thoại của mình, cô Lâm nói trong sự bất lực. Chúng tôi không có lối thoát. Tôi cầu xin chính phủ hãy đến bắt tôi, nếu điều đó có thể cứu sống được mẹ tôi. Tôi cầu xin mọi người hãy bảo ai đó báo cảnh sát cho rằng tôi đang phát tán tin đồn. Có như thế thì cảnh sát mới đến bắt tôi, và chính phủ sẽ lùng sục tìm tôi, và như vậy cha mẹ tôi mới có thể được cứu sống. Xin hãy cứu cha mẹ tôi. Đây là đoạn chat trên WeChat của cô Lâm, người mang bí danh cây giống ở Thái Hy, hôm 28 tháng 1. Ngày 27 tháng 1, một cư dân mạng đã sử dụng tên thật để đăng lên WeChat dòng tin như sau. Sau khi ngủ thiếp đi một lúc, tôi cảm thấy hơi sốt, trong người có người hàng xóm nào sẵn lòng chia sẻ một ít thuốc men. Tôi thở oxy và nhiệt kế không có túi thở oxy và nhiệt kế không. Tôi đã gọi 110 số cảnh sát địa phương và họ bảo tôi hãy gọi đến Trung tâm Dịch vụ Cộng đồng. Tôi gọi 120 để khẩn cấp để đến kết nối đến một bệnh viện Trung tâm Dịch vụ Cộng đồng cũng đã báo cáo tình hình của tôi. Không còn lối thoát, tôi chỉ có thể chờ bệnh viện đến đưa tôi đi. Chứ tôi không thể ra khỏi giường. Bất cứ ai nghĩ rằng tôi đang phát tán tin đồn có thể nhanh chóng báo cảnh sát để chính quyền Trung ương đến bắt tôi. Đó. Anh chị em thấy không? Đó. Chào Nara băng tin. Đó. Đến nỗi mà muốn để coi như là mình được sống anh chị em hồi 4:11 chiều ngày 27 tháng 1 tại Vũ Hán, một cư dân mạng khác đang xếp hàng chờ khám tại bệnh viện đã đăng trên mạng dòng trạng thái như sau. Sau khi xe cấp cứu đưa đến bệnh viện, cha tôi chỉ được đặt nằm trên mặt đất, ông sắp chết. Tôi không biết giờ ai có thể cứu ông. 3 tiếng rưỡi sau, anh này tiếp tục đăng dòng trạng thái hai chiếc xe mà tôi nhìn thấy nhiều nhất hôm nay. Một chiếc màu đen
còn chiếc kia màu trắng. Cha tôi đang ngồi ở lối đi. Tôi không biết ông có thể cầm cự được bao lâu. Sau đó anh đã viết dòng chữ này. Trong nỗi tuyệt vọng, tôi cầu xin mọi người bảo ai đó hãy báo cảnh sát cho rằng tôi đang phát tán tin đồn. Tôi cầu xin cảnh sát và chính quyền đến lùng bắt tôi. Chỉ có khi đó cha tôi mới có thể được cứu. Tôi đã cung cấp chi tiết địa chỉ của tôi trên WeChat. Mọi người xin hãy cứu cha tôi. Chúng tôi chỉ có thể ngồi nhà chờ chết. Anh chị em thấy khủng khiếp không? Rất là đáng thương anh chị em. Cô Hồ, một giáo viên tại thành phố Hàng Châu, đã trở về Vũ Hán năm nay để ăn Tết với cha mẹ. Tuy nhiên, cô không bao giờ ngờ được rằng virus Vũ Hán mà chính phủ đã mô tả là có thể phòng ngừa được, có thể kiểm soát được và có thể chữa trị được lại biến thành một thảm họa tử thần, tước đoạt đi tính mạng của rất nhiều người trong nháy mắt như vậy. Xác muối thêm vào nỗi tuyệt vọng của cô. Cha cô đã bị nhiễm virus corona trong bệnh viện, nhưng không có nơi nào để điều trị, và hầu hết những người trưởng thành trong gia đình cô hiện đang nghi nhiễm. Gia đình cô không thể làm gì hơn trong việc ngồi nhà chờ chết. Cô đã viết trong một bài đăng yêu cầu sự trợ giúp trên tài khoản Weibo của mình chiều ngày 27 tháng 1. Cha tôi được chẩn đoán mắc chủng virus corona chủng mới, nhưng bây giờ cha tôi ở nhà và không có ai chăm sóc ông. Hiện tôi đã bị sốt trong vòng 3 ngày, mẹ tôi cũng bị sốt và chị dâu của tôi cũng bị sốt. Chúng tôi không có ai chăm sóc, chúng tôi không thể ra ngoài vì lệnh giới nghiêm, chúng tôi chỉ có thể ngồi ở nhà chờ chết mà thôi. Trên thực tế, gia đình cô Hồ không phải là trường hợp cá biệt. Rất nhiều gia đình ở Vũ Hán cũng đang lâm vào tình cảnh tuyệt vọng tương tự. Về cơ bản, được chính quyền yêu cầu ngồi ở nhà và chờ chết. Theo báo Đại Kỷ Nguyên. Anh chị em thấy khủng khiếp không? Khủng khiếp không? Đau thương không anh chị em? Rất là khủng khiếp và rất là đau thương anh chị em. Buồn. Và bây giờ chúng ta nhìn những cái bài viết của coi như là những người dân Vũ Hán, và chúng ta quay lại tình hình ở Việt Nam của chúng ta. Tình hình Việt Nam của chúng ta bây giờ nó có khác gì hay không? Nó vẫn như vậy, vẫn bưng bít thông tin. Anh chị em biết 33 người nhiễm virus corona nằm ở bệnh viện Chợ Rẫy đã chết. Đã chết, và người bác sĩ đưa tin nó cũng đã bị bắt. Chúng ta đã thấy rồi đó. Và rất là nhiều trang mạng họ đã đăng, và anh chị em cũng biết rằng trang mạng họ đưa ra những cái thông tin là đều có những cái cơ sở mà họ đưa ra để cho chúng ta biết. Và một cái rất là đáng buồn, chào duyên phận, một cái rất là đáng buồn là hiện nay họ vẫn tiếp tục bưng bít Bây giờ chúng ta cùng theo Vũ Hán, Trung Quốc, ngày 6 tháng 2 năm 2020. Và chúng ta chị em chờ em tí xíu. Xin lỗi chị em. Việt Nam sắp rồi, Việt Nam bị rồi chứ sắp gì. Bây giờ chúng ta quay lại xem cái việc mà bắt giữ của coi như là nhà nước Việt Nam này nha. Nhà nước Trung Quốc nè. Đó, bắt đi như heo. Thấy không? Không chịu đi, nó lôi nó đi. Anh chị em thấy khủng khiếp không? Không chịu vô nó lôi. Đây, từ đầu nè. Đó, lôi đi kìa. Khủng khiếp không? Khủng khiếp không?
Đó, lôi đi. Vô nhà nó lôi luôn. Anh chị em thấy không? Đó, thấy chưa? Đó. Rồi bao giờ sẽ đến Việt Nam chúng ta? Anh chị em, Việt Nam chúng ta cũng đến rồi à, chứ không phải chờ đến khi nào. Đó. Mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam nó ém thôi à, xin thưa các anh chị em là như vậy đó, chứ không phải là không có. Đó. Chúng ta cứ coi những hình ảnh này đi. Đó. 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 Nó vô nhà nó lôi người ta mà. Đấy, giờ nó lôi hai người đi rồi bây giờ tiếp tục như nó lôi. Đó. Đó, chúng ta thấy không? Nó lôi như heo, nó bắt như bắt heo. Đó, thấy chưa? Chúng ta thấy không? Đấy. À. Thấy chưa? Đó, thấy chưa? Thấy chưa anh chị em? Đó. Khiên như khiên heo. Đó. Thấy chưa? Thấy chưa anh chị em? Đó. Theo những cái thông tin mà tôi được biết cập nhật là do tổ chức y tế đưa ra cũng như là bộ y tế khuyến cáo, thì cho tới hiện tại người ta mới phát hiện ra được virus nó di chuyển qua những cái giọt nước bọt bắn có nó vẫn có thể tồn tại trên cái mặt sàn khi mà những cái dịch này nó có thể là đọng lại trong một vài tiếng đồng hồ. Và hiện tại thì chưa thấy cái hiện tượng là có cái virus này nó lơ lửng trong không khí. Thế thì chính vì thế cho nên là mới đây thì thấy khủng khiếp không? Còn nước nữa không? Đó. Nhà nước Việt Nam vẫn tiếp tục bưng bít. Và có những hình ảnh bây giờ là lương thực kiệt rồi. Đó. Lương thực cạn kiệt. Anh chị em à, chứ không phải vừa đâu. Người chết được gom bằng xe tải. Chứ không phải là ở Trung Quốc bây giờ người chết được gom bằng xe tải kìa. Chứ không phải là xe cứu, xe nhà xác. Đó, không phải xe chuyên dụng nữa đâu. Bởi vì chết quá nhiều. Mạng nó có vấn đề anh chị em. Mạng bên em bây giờ nó có vấn đề hay sao đó, anh chị em chờ tí xíu xem. Em tải nó lên thì bắt đầu nó chạy vòng vòng. Chào Nancy Nguyễn. Em chào anh Tài Lâm. Anh chị em à, không riêng gì coi như là một thành phố đâu. Rất là nhiều thành phố. Rất là nhiều thành phố ở Trung Quốc đó, bị coi như là gom sạch đó. Bị phong tỏa sạch. Nhờ hồi nãy tôi nói á, cái người bệnh á chỉ có 15 giây à. Mà bị nhiễm virus. Anh chị em có thể là không tin. Bây giờ tôi quay lại cho anh chị em nhìn. Đây là một cái bài báo nha. Đi chợ đứng cạnh người bệnh trong 15 giây, người đàn ông nhiễm virus. Đó. Chúng ta thấy không? Rõ ràng nè. Đời sống sức khỏe y tế nè. Bây giờ em sẽ đọc cái bài báo này cho anh chị em nghe. Vô tình đứng cạnh người bệnh khoảng 15 giây tại chợ rau mà không đeo khẩu trang, người đàn ông này đã nhiễm virus corona. Đây là
ca lây virus corona nhanh nhất từng được ghi nhận. Anh chị em thấy. Vào ngày 4 tháng 2 vừa qua, một người đàn ông 56 tuổi sống ở quận Giang Bắc, thành phố Ninh Ba của tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, được chuẩn bị bị nhiễm virus corona. Người đàn ông này hiện cách ly điều trị tại cơ sở y tế. Theo điều tra dịch tễ ban đầu, trong vòng 14 ngày trước khi xác nhận lây nhiễm bệnh, người đàn ông này không có lịch sử cư trú hay đi qua khu vực có dịch, không tiếp xúc với động vật hoang dã và không có mối liên quan tới các ca nhiễm bệnh trước đó tại quận Giang Bắc. Người đàn ông này chỉ hoạt động quanh nơi sinh sống như lui tới các chợ rau, siêu thị, cửa hàng. Đó. Thế nhưng các đoạn video giám sát do công an địa phương công khai ngày 5 tháng 2 cho thấy, vào lúc 7 giờ 47 phút sáng ngày 23 tháng 1, nam bệnh nhân đã đứng gần một người phụ nữ 61 tuổi. Người sau đó được xác định dương tính với virus corona. Ở một sạp bán rau tại khu chợ địa phương, hai người đứng cạnh nhau khoảng 15 giây và cả hai đều không đeo khẩu trang. Hiện tại, 19 người tiếp xúc gần với người phụ nữ kia cũng bị cách ly để theo dõi. Chúng ta thấy không? Như vậy đứng gần thôi nó đã lây. Đó. Chúng ta thấy không? Rất là rõ ràng nè. Trong cái bài báo rất là rõ ràng. Và chỉ đứng cạnh người bệnh tại chợ rau khoảng 15 giây mà không đeo khẩu trang, người đàn ông đã nhiễm virus corona. Vào ngày 5 tháng 2, thành phố Hàng Châu của tỉnh Chiết Giang có 10 trường hợp mới nhiễm virus corona, trong đó có một cặp vợ chồng, chồng họ Tư, vợ họ Vương được xác nhận. Đồng thời điều tra dịch tễ ban đầu cũng cho thấy cặp vợ chồng này trong vòng 14 ngày trước đó không có dịch, không có lịch sử cư trú hay đi qua khu vực có dịch, không tiếp xúc với động vật hoang dã và không có mối liên quan tới các ca nhiễm bệnh trước đó tại địa phương. Tuy nhiên, 3 ngày trước khi phát hiện, Từ từng đến một phòng khám địa phương. Theo video từ camera giám sát ghi lại, vào lúc 14 giờ 21 phút ngày 22 tháng 1, anh Từ bước vào phòng khám và có tiếp xúc chính diện với bệnh nhân họ người nhiễm virus corona vào ngày 22 tháng 1. Anh chị em thấy khủng khiếp không? Đối diện, nói chuyện, dính. Đứng kế, nói chuyện, dính. Đó. Cụ thể, anh Từ đứng chờ lấy thuốc tại và anh Dương cũng đứng gần đó. Hai người đứng gần nhau trong khoảng 50 giây và trong thời gian đó, cả hai đều không đeo khẩu trang. Tới ngày 25 tháng 1 và 27 tháng 1, anh Từ và chị Vương lần lượt phát bệnh và tới ngày 5 tháng 2, cả hai bị xác nhận đã nhiễm virus corona. Đó, ghê không? Anh chị em, đó. Như vậy mà Việt Nam nó bưng bít thì sao? Việt Nam nó bưng bít thì như thế nào? Bây giờ bao nhiêu cái công nhân của Việt Nam của chúng ta bị rồi? Bao nhiêu công ty bị rồi? Hả? Xin thưa các anh chị em. Bao nhiêu người Trung Quốc họ làm việc họ bị. Như vậy công nhân chúng ta có bị hay không? Em chào anh Nam Thái Lợi. Xin thưa các anh chị em. Cứ nghĩ đi. Người Trung Quốc họ bị. Họ đem virus qua đây. Đó. Họ lây ra. Công nhân của chúng ta, học sinh đó, thì coi như là cho nghỉ học. Công nhân chúng ta vẫn bình thường. Như vậy sao? Rồi anh chị em biết đường xá. Đường xá Việt Nam thì nó chật cứng. Như vậy á, đi chen chúc như vậy có bị không? Hỏi thật lòng á, anh chị em nghĩ sao? Không. Một sự thật rất là phũ phàng anh chị em ạ. Nhưng ở đây cái chúng ta là sự bưng bít. Sự bưng bít. Những cái thông tin đáng lẽ là phải cho người dân, để người dân coi như là phòng chống, để tránh dịch,
Nhưng mà họ lại bưng bít và anh chị em biết không, hiện nay á ở như Tân Sơn Nhất đồ á là vắng tanh. Chúng ta cùng đi theo chuyên mục tờ báo. Sân bay Tân Sơn Nhất điều hiu vắng vẻ chưa từng thấy. Chúng ta thấy không? Bởi vì sợ nhà nước họ cố tình coi như là bưng bít, cũng nhờ những cái phương tiện về như là internet mà người dân của chúng ta phải biết tự bảo vệ lấy mình. Như vậy thì qua những cái việc mà kêu gọi những người dân phải bảo vệ lấy mình, đó là nó có hiệu quả anh chị em à, là nó có kết quả. Hiện nay á, là ở rất là nhiều tỉnh ở Việt Nam đã dự trữ lương thực, người dân dự trữ lương thực rất là nhiều. Bởi vì thật sự cái đại họa này á, chúng ta chưa biết ngày nào nó chấm dứt. Như vậy anh chị em cũng cần phải coi như là chuẩn bị tốt những cái lương thực. Ở đây như thế nào? Ở đây bài báo này nó nói như thế này. Sân bay Tân Sơn Nhất điều hiu vắng vẻ chưa từng thấy. Đây cũng là hệ lụy của việc rước dịch giặc vào một cách vô tội vạ. Cả khách nội địa lẫn nước ngoài đều biết rằng người Trung Quốc tràn qua Việt Nam rất đông. Cách tốt nhất là anh chị em thấy không? Nếu bọ sậu Việt Nam ngay từ đầu dám đóng cửa thì rất nhiều vẫn còn lượng khách nhất định, ngành hàng không cũng không thất thu nhiều như thế này. Chúng ta thấy không? Một nhân viên công ty dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất Saco cho hay lượng khách giảm tới 80-90%. Nhân viên tại quầy hàng gần như chỉ đứng không vì cả ngày vắng bóng khách. Có bao giờ sân bay Tân Sơn Nhất buồn như thế này? Đây là việc làm đúng đắn của trước tình cảnh dịch bệnh tràn lan. Nhưng chính phủ không hề có động thái bảo vệ giúp dân mà chỉ lo khách Trung Quốc sẽ ra sao. Thì việc làm bất tuân dân sự nữa sẽ là câu trả lời của dân Việt Nam. Nhà nước độc tài vô dụng. Chúng ta thấy không, đây những cái cảnh ở chúng ta nhận ra nhé, đây là ở cảnh trong sân bay vắng hoe không. Chúng ta thấy không, nó dịch bệnh như vậy đó, khi mà nhà nước không biết bảo vệ lấy người dân thì bắt buộc phải biết tự bảo vệ lấy mình. Đây. Chúng ta thấy không? Chúng ta thường thấy những rất là đông. Đúng rồi, sân bay Tân Sơn Nhất cũng là một cái ổ dịch rất là khủng khiếp. Anh chị em à, đây. Thấy chưa? Điều hiu càng tốt. Chào Lina. Càng vắng vẻ càng tốt, điều đáng mừng. Thấy chưa? Đây là phòng VIP nha anh chị em. Phòng chờ hạng thương gia cũng vắng bóng. Thấy chưa? Mà nó thật sự á, cái ngành hàng không Việt Nam nó chết cũng vừa rồi. Bispo nè, đó. Trong này thường thường là đông kẹt người, những cái bàn này không bao giờ có chỗ trống. Đó, anh chị em biết không? Mà hôm nay nó như vậy đó, chúng ta thấy không? Đó là do cái tội, đó là cái tội của cái tội lỗi do cái chính phủ Việt Nam này, nó bưng bít thông tin, nó ém nhẹm như vậy. Bây giờ những cái thông tin chúng ta cũng đã biết, những cái thông tin và hàng ngày cứ mỗi ngày như vậy thì có rất là nhiều người lại ngày hôm nay lại có rất là nhiều người ở Việt Nam cũng như là mắc thêm. Con số đó nó chưa dừng lại và nó đang vẫn tiếp tục cấp theo con số nhân. Nó coi như lây nhiễm cấp. Với cái tình hình hiện nay và những hình ảnh mà anh chị em cũng thấy,
Và như những gì hồi nãy đến giờ tôi cũng đã chia sẻ, tức là chỉ cần đứng gần với nhau, chỉ cần đứng gần nhau trong vòng 15 giây, 30 giây, 50 giây là có thể lây nhiễm rồi. Nhưng mà cái sự an toàn của chúng ta, vì sự an toàn của chúng ta, cái thứ nhất chúng ta nên đeo bao tay, chúng ta đeo những đồ, mặc dù thời tiết ở Việt Nam nó rất là khó là nóng đúng không, nhưng chúng ta bảo vệ chúng ta trước. Chúng ta ra đường về cái trường hợp cấp bách thì chúng ta mới đi ra đường mà thôi, chứ không thì chúng ta đừng có ra đường. Còn không chúng ta phải ở nhà đi đó, bởi vì ra đường nó rất là nguy hiểm. Mà chúng ta biết nguy hiểm thì chúng ta ra làm cái gì, đúng không? Mà nếu mà khi ra chúng ta cũng phải sử dụng găng tay, chúng ta sử dụng coi như là bảo hộ, sử dụng khẩu trang, nón để chúng ta tự bảo vệ lấy mình cái đã. Còn á, tốt hơn hết đó, chúng ta đừng có đi ra đường. Chúng ta hãy tích trữ lương thực, chúng ta hãy tích trữ coi như là gạo, mắm, muối đó, ở trong nhà, để coi như là chúng ta phòng tránh, hạn chế thấp nhất cái việc mà lây lan, cái việc mà nhiễm bệnh đó. Cho nên là chúng ta nên ở nhà. Tất cả những cô chú bác, những coi như là anh chị em công nhân nên ngưng làm việc, nên ở nhà đó, ở nhà, và coi như là chúng ta cải thiện cái đất của chúng ta có sẵn, hoặc là chúng ta làm thì chúng ta có lương đúng không, chúng ta lãnh lương, chúng ta coi như là mua lương thực để dành và đừng đi làm. Chúng ta công việc của chúng ta đừng có tập trung những nơi đông người. Anh chị em có biết rằng hiện nay chúng ta làm việc chung với những người Trung Quốc, thì những cái công ty của Trung Quốc, chúng ta cũng biết rằng những người mà quản lý của Trung Quốc thì họ xuống trực tiếp ở dưới chuyền, họ xuống trực tiếp để coi như là họ làm việc với công nhân Việt Nam của chúng ta. Thì anh chị em biết đó, người Trung Quốc họ có cái tật là họ hay la mắng công nhân của chúng ta, và họ lớn tiếng thì cái nước bọt của họ văng ra, nó bay theo không khí đó, và sẽ dính vào chúng ta, và dính vào chúng ta thì chúng ta bị thôi. Mà khi chúng ta bị thì ai là người coi như là nuôi con chúng ta? Đó có phải là những nơi công cộng hay không anh chị em? Và người này bị nhiễm rồi, và đi ra bên ngoài, không những là nó lây qua cái vấn đề là nước bọt, nó lây qua tuyến mồ hôi, nó lây qua coi như là bàn tay. Và người Việt của mình cũng hay có cái tật đó, là hay vỗ vai, hay bắt tay, hay vỗ vai với nhau đó, đúng không? Rồi nói chuyện với nhau hay vỗ, đó là một cái tật xấu của người Việt của chúng ta. Người nước ngoài không có cái vấn đề đó đâu. Nhưng mà từ cái tật dẫn đến lây lan càng nhiều, cho nên á, chúng ta nên tránh những cái trường hợp đó. Và người Việt của chúng ta là cứ cái kiểu như mà quen cái lao động chân tay rồi đó, đó thì cứ cái gì cũng có đụng hết đó, và chúng ta không biết giữ gìn cái bản thân của chúng ta, không biết cái con vi trùng nó nằm ở đâu, và cứ đụng lẫn nhau, rồi coi như là xe người này thì người lại kia nắm, người kia nắm, rồi nó lây truyền, và nó lây truyền chéo cho nhau. Như vậy á thì bao lâu nữa Việt Nam chúng ta sẽ bị là đại dịch anh chị em? Em chào ông Michael Đọt. Đó anh, mà đại dịch rồi anh chị em cứ nghĩ đi, 33 người ở Việt Nam ở trong bệnh viện Chợ Rẫy đâu có trị được đâu đó, đứt bóng từ bi rồi đó, đó theo cái diện coi như là đoàn tụ ông bà rồi đó. Ngày xưa coi như là theo diện con lai, theo diện cô, theo diện HR chứ không, theo diện bảo lãnh hôn nhân, bây giờ là nó là theo diện ông bà hết đó, cứ dính vào cái con virus corona này là theo diện ông bà hết đó, nó thẳng là như vậy đó, chứ đừng có coi như là mong chờ mà theo ai đó. Cho nên nó biết bảo vệ lấy mình, còn không thì chính chúng ta tự giết ra chúng ta. Và chúng ta bảo vệ lấy mình là như thế nào? Em chào Stone Phạm. Là bằng cách tránh xa những nơi công cộng. Những nơi công cộng là những cái mầm mống để đem ra những cái con virus này. Bất kể nơi nào đó.
cứ nơi nào là những nơi công cộng là chúng ta phải tránh hết đó, tránh càng xa đó anh chị em à. Cho nên á anh chị em à, những cái việc mà nhà nước họ nói hiện nay á là họ coi như là ru ngủ anh chị em, họ muốn cho anh chị em á phải đi làm để tạo ra GDP cho họ, họ muốn anh chị em phải làm ra sản phẩm đó để cho họ không bị coi như là sụp đổ, đúng không đó. Nhưng mà họ đâu có biết rằng á, họ để anh chị em đi làm, họ không cách ly những người Trung Quốc đó, tức là họ đẩy anh chị em vào cái con đường chết anh chị em à. Ừ. Mà nếu chúng ta không muốn chết thì chúng ta tự cứu lấy mình. Ừ. Cứu lấy mình bằng cách nào? Mắm muối đường bột ngọt dầu ăn nước mắm à, à phải không đó, gạo ngũ cốc đậu các loại. Cái dịch bệnh này nó chưa chấm dứt. Ừ. Nó sẽ tiếp tục kéo dài đó, nó kéo dài có thể rằng 2 đến 3 tháng nữa chưa chắc gì à đã xong. Cho nên nó trong cái thời gian này anh chị em phải cẩn thận và anh chị em trữ lương thực à, trữ lương thực, trữ nước uống đó, không có thừa đâu anh chị em. Ừ. Ít nhất phải được 2 tháng đến 3 tháng để khi nào mà thế giới phải chờ chừng nào thế giới nè à, WHO tức là World Health Organization à, họ công bố rằng dịch virus corona đã hoàn toàn chấm dứt, thì lúc đó chúng ta vô tư, chúng ta đi làm, chúng ta trở lại cuộc sống bình thường của chúng ta, lúc đó không có muộn đó. Chứ chúng ta đừng có coi như là bây giờ chúng ta thấy như như hồi nãy tôi cũng đã đưa rất là nhiều cái tin. À, sorry anh chị em. Dạ đúng rồi, con dai rất là nhiều cái tin chúng ta đã đưa là như ở cái người bạn láng giềng mà gọi là bốn tốt 16 chữ vàng của Đảng Cộng sản Việt Nam á, nó phong tỏa bao nhiêu thành phố rồi anh chị em, nó phong tỏa rất là nhiều thành phố rồi. Ừ. Của họ bị đóng cửa lại, bị nhốt ở trong nhà, có những người không có lương thực ăn luôn. Biết không? Ừ. Cho nên là chúng ta cũng phải dự trữ, biết đâu tự nhiên một buổi tối coi như là không trăng không sao à, nhà cầm quyền cộng sản Việt lại là xách ổ khóa đi khóa hết, khóa cửa nhà anh chị em từng nhà lại, anh chị em ở trong đó làm gì hả? Đập cửa ra hả? Đập cửa ra thì giống như bên Trung Quốc á, nó nói đứa nào mà ra khỏi nhà tao đánh gãy chân á, đứa nào cãi lại tao quánh gãy răng. Đó khẩu hiệu, cái khẩu hiệu bây giờ ở bên Trung Quốc là nó như vậy đó, đứa nào ra khỏi nhà quánh gãy giò, đứa nào coi như cãi lại quánh gãy răng đó. Ớn chưa, một ngày à, một đêm tối à, không trăng không sao, tự nhiên cái thành phố Sài Gòn đó do cái đảng đĩ cầm quyền à, nó coi như là sai những cái lũ lâu la của nó đó, lũ dân phòng đó, lũ coi như là công an khu vực đó, cầm ổ khóa đi khóa cốc từng cái nhà của anh chị em. Rồi anh chị em tính sao đây hả? Kêu ai kêu cứu ai đây? Lúc kêu cứu hàng xóm mà hả? Không được, họ cũng bị khóa như anh chị em hả? Rồi ở trong nhà anh chị em không có lương thực, anh chị em sống cái gì hả? Xin thưa anh chị em, đúng không? Cho nên cái việc mà tích trữ lương thực là một cái việc làm chính đáng, cần thiết, và người dân của chúng ta phải ít nhất chúng ta cũng phải trữ được 200 kg gạo đó, muối mắm bột ngọt đó, đó những cái thực phẩm đó mà chúng ta có thể sống trong vòng 2 tháng. Bây giờ anh chị em tích trữ đi đó, khi mà cái dịch này nó qua thì anh chị em cũng sử dụng những lương thực đó chứ, anh chị em có bỏ đâu, đâu có bỏ đâu mà nghỉ đó. Và anh chị em biết không, các bệnh viện ở Việt Nam bây giờ không nữa rồi, thuốc coi như là xong rồi đó,
đó, thuốc tây coi như là xong rồi đó, không còn, bệnh viện đã khan hiếm thuốc rồi. Ừ. Mà anh chị em biết tại sao nó khan hiếm không? Nói cho anh chị em biết luôn là nó đem nó viện trợ cho Trung Quốc hết rồi. Ừ. Anh chị em biết rồi đó, vừa rồi Bộ Y tế Việt Nam nó viện trợ cho Trung Quốc có bao nhiêu cái như là thùng hàng hả, bao nhiêu là hàng hóa, trong hàng hóa là cái gì, Bộ Y tế thì nó là nó là thuốc chứ nó hàng hóa gì đó, mà thuốc chứ còn á, máy móc đâu có cần đâu, đúng không, máy móc ở bên ta gì đó, nó còn nhập ngược về bên này nữa mà. Nhưng cho nên thuốc nó đang cần đó, cho nên nó những cái bệnh viện ở Việt Nam nó vơ vét, nó đưa ngược qua bên Trung Quốc hết đó. Cho nên chúng ta phải cần thiết để bảo vệ chúng ta, lương thực cũng vậy, đừng có nghĩ rằng á rồi coi như là thực rồi, giờ đừng có nghĩ rằng chúng ta có thể mua ở ngoài, không mua được, đến lúc đó chúng ta không thể mua được, bởi vì nó nhốt anh chị em rồi, nó phong tỏa coi như là thành nội bất xuất ngoại bất nhập à, ở trong không thể ra được, ở ngoài cũng không thể vô được, thì chúng ta sống bằng cái gì hả? Đó là cái điều đáng cần quan tâm à, mà chúng tôi cảnh báo đây là những cái điều tốt cho anh chị em, đừng nói chúng tôi khùng, chúng tôi không khùng đâu à, đúng không, nếu chúng tôi khùng chúng tôi có thấy được những cái việc mà nhà cầm quyền cộng sản này nó nói, như anh chị em cũng biết rồi đó. Trước Tết kia à, à, tháng 12 à, suốt một cái tháng 12 đó tôi mở rất là nhiều cái like. Ừ, tôi nói như thế nào, tôi nói anh chị em à, hãy tránh xa người Trung Quốc, tránh xa người Trung Quốc càng xa càng tốt đó, tẩy chay người Trung Quốc đó, đúng không, có ai nghe nghĩ rằng tôi khùng đúng không? Nhưng bây giờ chúng ta không, chính những người Trung Quốc này nè, những người mà các bạn coi như là làm việc cho nó đó, các bạn không tẩy chay nó đó, chính nó đã đem cái dịch bệnh này qua nè, mà nó lây truyền đến gia đình của các bạn nè đó, mà cái con quái rệt này á là cũng chính do thằng Trung Quốc nó chế ra đó. Tôi kêu gọi anh chị em tẩy chay nó vừa à, còn có coi như là những cái kẻ khốn nạn, chẳng hạn như là chủ tịch thành phố à, Đà Nẵng à, Huỳnh Đức Thơ đó, và chủ tịch tỉnh, họ kêu là nếu mà ai mà kỳ thị người Trung Quốc á, là bị phạt đúng không à, à, bởi vì á, chúng ta à, hưởng lợi từ những người Trung Quốc rồi, chúng ta không thể bỏ mặc họ. Anh chị em mà chúng ta hưởng lợi gì, người dân của chúng ta hưởng lợi gì từ người Trung Quốc ừ? Đúng không, chỉ có cái nhà cầm quyền này nó hưởng lợi từ nhà à, từ coi như là bọn Trung Quốc, cho nên nó không dám đóng cửa biên giới à, nó không dám coi như là để à, mất lòng à, thằng Trung Quốc đó, kể cả những người Trung Quốc mà qua đây nó cũng không dám mất lòng mà đó. Anh chị em biết đó, một thằng Trung Quốc nó qua đây á à, nó chặt một cô gái coi như là nó xẻ ra làm mấy khúc à, đó, và bây giờ chuẩn bị trả nó về Trung Quốc làm gì nhau, chúng ta thấy không, đó là một cái điều khốn nạn đó. Tại sao chúng ta không tự bảo vệ lấy mình đó, tại sao coi như là những người Trung Quốc họ qua đây họ sản xuất ma túy trên đất nước của chúng ta, xong rồi họ bị bắt, họ bị dẫn độ về Trung Quốc đó, làm cái gì đó, đó là những cái người Trung Quốc họ gây ra cho chúng ta, tại sao chúng ta không tẩy chay họ à, tại sao chúng ta không có coi như là bảo vệ đấy, chúng ta tẩy chay họ không phải là chúng ta ghét họ à, nó hai việc làm à, không phải chúng ta thù họ, chúng ta tẩy chay họ anh chị em à, người Trung Quốc nó vẫn là con người, nhưng mà bởi vì cái chính phủ Trung Quốc đó là một cái loại coi như là tà đạo đó, nó coi như là dùng cái con người của nó đem cái bệnh tật đó cho Việt Nam của chúng ta ừ. Thì chúng ta kỳ thị họ luôn à, chúng ta coi như là tránh họ à. Chào Đinh Hiệp à, Đinh Hiệp như vậy quá đáng, tôi có quyền bảo vệ mạng sống của tôi chứ, tôi có quyền bảo vệ mạng sống gia đình của tôi chứ, đúng không à. Là đó là kỳ thị không kỳ thị à, tôi nói thật sự ừ. Đừng có nói mà ở đây cũng, ừ. Tôi thấy người Trung Quốc
là tôi né, thấy người Trung Quốc là tôi né. Tôi né không phải là tôi sợ họ, phải không? Tôi không phải tôi sợ họ quánh tôi, không tôi sợ họ ăn thịt tôi. Nhưng mà biết tại sao tôi né họ? Bởi tôi biết rằng hiện nay là cái mùa dịch, à, một cái mùa coi như là à, cái con virus corona này, tức là cái con virus tập cận bã này, nó qua Thái Lan và Thái Lan cũng có người chết rồi, Nhật Bản cũng có người chết rồi. Anh chị em nghĩ sao? À, tôi nói cho anh chị em nghe nè, Nhật Bản nó hiện đại cỡ nào? Đó, nó hiện đại cũng coi như là à, thứ hai thứ ba của thế giới. Nói về cái ngành y của cái Nhật Bản nó không thua thằng nào đâu. À, nhưng anh chị em biết á, có người chết rồi đó, có người chết rồi đó, anh chị em cứ nghĩ đi. Thì anh chị em nghĩ sao? Đó, Nhật nó hiện đại vậy đó mà nó có người chết thì Việt Nam trị được không? Đừng. À, Bộ Y tế Việt Nam đừng bố láo, Đảng Cộng sản Việt Nam đừng bố láo nữa. À, hãy minh bạch lên cho người dân chúng ta biết đi. À, vì đây là một cái việc sinh tồn của một dân tộc, chứ không phải là một cái việc đùa nữa anh chị em. Cho nên á, anh chị em, những gì Đảng Cộng sản nói, hãy nhìn những gì mà Đảng Cộng sản họ làm giống như lời của coi như là cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, và bây giờ nó đúng y như những gì mà cái nhà nước Việt Nam nó đang làm. Trung Phúc phát niễn á, nói như thế nào, tống cổ người Trung Quốc về nước hết, nhưng thực chất ra ổng nói một đằng ổng làm một nẻo. Ổng nói hôm trước hôm sau tiếp tục 67 người Trung Quốc Nam. À, và ở cái cửa biên giới bên kia vẫn không đóng, rất là nhiều người Trung Quốc lại tràn qua Việt Nam, chúng ta thấy không? Tức là y luôn, tức là cái lời của coi như là cố tổng thống coi như là Nguyễn Văn Thiệu nó không sai tí xíu nào luôn, đúng không? Đó, như vậy thì bây giờ chúng ta không biết bảo vệ chúng ta thì chúng ta là cái nhà nước hèn với giặc, ác với dân. Chúng ta đang sống một cái nhà nước quá hèn quá nhục, như vậy chúng ta còn không biết bảo vệ chúng ta được, thì chúng ta chờ đến cái gì anh chị em? Hả? Chỉ còn chờ một cái nữa, đó là vô hòm thôi. Không có cách nào để coi như là nói nữa, chỉ có vô hòm coi như là mới xong thôi, mới yên thân, mới vô hòm có yên thân không nữa. Bởi vì chúng ta sống ở trong một cái đất nước xã hội chủ nghĩa, một cái đất nước là anh chị em chết rồi chôn đó cũng chưa yên đâu, nó đào mồ anh chị em lên hồi nào không hay đó anh chị em. Tại sao chúng ta không tận dụng cái cơ hội này? Chúng ta tránh xa nó đi, đúng không? Đất nước chúng ta coi như là lúc nào cũng nói tốt đẹp, anh chị em có biết rằng nó tốt đẹp đến nỗi mà mỗi một em bé sinh ra đã gánh coi như là 50-70 triệu nợ công rồi, anh chị em thấy không? Anh chị em thấy không? Như vậy thì tốt đẹp ở chỗ nào? Toàn là một cái lũ dối trá. Tôi nói là từ Bộ Y tế cũng là một cái lũ dối trá buôn bán thuốc giả. Bộ Công an bưng bít đó coi như là áp và những người mà đưa những thông tin về sự thật lên trên mạng internet đó. Những cái thông tin mà coi như là về bệnh dịch đó, cứ ai mà đưa những thông tin bệnh dịch lên đó, là bắt đầu là mời lên đồn đó, phạt tiền họ, bắt họ đi tù. Đó, anh chị em thấy không? Đó, còn á, chính phủ á thì coi như là dối trá với dân đó, đúng không? Quân đội á thì coi như là không đi đánh trận, không đi bảo vệ bờ biển, không đi bảo vệ đất liền đó. Chủ tịch nước á thì một cái thằng coi như là vừa lú vừa đần đó, lại coi như là hèn với giặc, ác với dân nữa đó. Anh chị em nghĩ đất nước Việt Nam nó tốt đẹp lắm hả? Hả? Anh chị em, chúng ta còn tin việc có đảng và nhà nước lo, nó lo cho anh chị em cái gì? Anh chị em thử bây giờ đi vô bệnh viện mà xem, dân Việt Nam của chúng ta chết la liệt. Chúng ta nhìn đi, một cái chính phủ như vậy đó,
đi cướp đất của dân đó. Thay vì quân đội đi bảo vệ lãnh thổ đó, người ta họ cướp á, đất của mình thì mình không dám ho đó, ẵng là một tiếng cũng không dám nói nữa đó, lại đi cướp đất của người dân đó. Một cái thằng túng khỉ á đó, thì coi như là kéo cả ngàn quân đó đi bắt nó không được đó. Vậy mà một ông già nằm ngủ 84 tuổi rồi, nằm ngủ ở trong nhà, kéo 3.000 quân vô đó, bắn ổng đó. Chúng ta thấy cái quân đội công an gì kỳ cục vậy hả, cái nhà nước gì kỳ cục vậy, nhà nước của dân. Ngân hàng á thì coi như là bắt tay với cái nhà cầm quyền để chặn ăn tiền phúng điếu của người ta, cái nhà nước gì đó, đúng không? Và đại dịch đó thì nó tràn lan đó, không cảnh báo cho người dân biết. Tôi nói anh chị em cứ để mà không lâu nữa à, một vài hôm nữa là coi cái thành phố Sài Gòn nó sẽ coi như là đóng à, nó sẽ nghiêm cho coi. Những cái tỉnh nào á mà coi như là bị nặng á, nó sẽ chơi giống y Trung Quốc cho mà coi. Cho nên anh chị em từ giờ à, ai chưa tích trữ lương thực, ai chưa tích trữ thực phẩm đó, hãy đi mua đi. Tích trữ ít nhất phải 2 tháng, mình có thể dùng được trong vòng 2 tháng đến 3 tháng thì cố gắng đó, càng tích càng tốt. Bởi vì chưa có thuốc trị mà cái con virus này nó càng ngày nó càng tăng lên, nó cấp đó, nó tăng một cái cách nhanh đó. Và anh chị em biết không, dính là chết. Cứ ai dính là chết. Nó nói là nó trị được đúng không? Anh chị em cứ thấy cái bằng chứng ở Trung Quốc kìa. Rồi á, lúc đó họ nói trị được hay không? Nó trị khỏi. Anh chị em coi bằng chứng á. Chào anh Lê Văn Long. Nó trị khỏi hay không? Hay là nó đưa vào những cái lò thiêu tập trung? Đó. Nó đưa vào những cái lò thiêu à, rồi nó coi như là chôn sống mất xác ở đâu hả anh chị em, thấy không? Xác người coi như là chở bằng xe xe chuyên dụng không được rồi, phải chở bằng xe tải. Nó vô nhà người ta bắt người ta đó. Chúng ta thấy không, đó là những cái bằng chứng cho chúng ta thấy rằng nếu chúng ta muốn bảo vệ lấy mình đó, thì hãy tích trữ, hãy tránh xa những nơi công cộng, tránh xa người Trung Quốc. Chào anh Trần Hương. Coi như là nghe cái lời của cái đảng đĩ này nó nói. Còn tôi nói cho anh chị em nghe nè. Hiện nay ở bên Trung Quốc á, nó có một cái phong trào, nó gọi là một cái phong trào thoái đảng. Tại sao tôi gọi là cái phong trào thoái đảng? Bởi vì họ nhận ra cái sự dối trá của cái đảng Trung Quốc, cái đảng Cộng sản Trung Quốc đó. Và từ cái việc mà cái dịch bệnh này cho người dân thấy rằng á, cái sự giả dối của cái đảng Cộng sản Trung Quốc này nó khủng khiếp như thế nào. Chúng ta thử đi đó, lượt qua cái bài báo này đó, lượt qua cái bài báo mà cái như sự mà thoái trào như thế nào. Và tôi cũng muốn kêu gọi những anh chị em nào có con ở trong quân đội, hãy thoái trào nó đi à. Và những coi như là anh chị em nào có con à, mà công an mà còn có tư duy, còn có nghĩ một tí xíu mà cho dân tộc à, thì hãy thoái trào nó đi à. Đừng phục vụ cho nó nữa, bởi vì phục vụ cho nó một phục vụ đảng cướp, và chỉ có cái bọn chúp bu nó mới giàu có. Đúng rồi, anh Nguyễn Du Linh nó được nó bắt đây. Bây giờ chúng ta đi tìm hiểu à, thông qua một bài báo chúng ta coi thử coi đó như thế nào đó. Đây, chào tất cả anh chị em, cô chú bác thân thương, cô chú bác vô sao nha à. Dịch bệnh mất kiểm soát, người dân Trung Quốc ồ ạt làm tam thoái để tự cứu mình à, tam thoái tức là bỏ đi 3 cái.
Từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 1 năm 2020, một lực lượng lớn người dân đại lục đã sử dụng nhiều cách khác nhau để tuyên bố tam thoái, rút khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của Đảng Cộng sản Quốc. Và các tổ chức liên quan tin rằng chỉ có rời xa khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc mới có thể bảo vệ tính mạng và bình an cho mình. Đó, chúng ta thấy không? Ở đây là một cái điều rất là nghiêm trọng. Anh chị em cũng biết rằng á, người Trung Quốc nó giỏi về cái thuật tử vi lắm. Nó giỏi về cái thuật bói toán, cái thuật tử vi lắm. Đó, những cái thuật nó xuất phát từ Trung Quốc qua mà. Cho nên á, nó qua bao nhiêu năm tích lũy và bao nhiêu năm nó tìm hiểu và nó đã nhận ra. Đây, ngày 17 tháng 2 năm 2018, Trung tâm Dịch vụ Toàn cầu diễu hành ngày đầu năm mới ở New York đâu. Cái là cái tổ chức này nó nằm ở New York mà nó kêu gọi người dân ở trong nước nó, và rất là nhiều người ở trong nước nó bắt đầu thoái đảng. Và tại sao nó thoái đảng, chúng ta đi tìm hiểu tại sao mà nó nhận ra cái đảng Cộng sản Trung Quốc là như thế nào. Khoảng thời gian này là tuần đầu tiên kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc đóng cửa Vũ Hán vì bệnh do virus corona kiểm soát kiểu mới gây ra, dân chúng đại lục đã chứng kiến Đảng Cộng sản Trung Quốc che giấu tình hình bệnh dịch, xem mạng người như cỏ rác, dẫn đến sự lây virus ra toàn quốc, thậm chí là cả thế giới. Số người tử vong và lây lan nhiều nhiễm tăng vọt, tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát, họ vô cùng thất vọng và phẫn nộ. Xin thưa anh chị em, nội dung của bài viết này được tuyển chọn từ tuyên bố tam thoái do người dân đại lục đăng trên trang web thoái đảng của thời báo Epoch Times. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi sau khi Vũ Hán bị đóng cửa, đó, Epoch Times xuất bản một loạt các bài xã luận có tựa đề chín bài bình luận về Đảng Cộng sản năm 2004. Cho đến nay, ngày càng nhiều người Trung Quốc đã nhận ra bản chất tàn bạo, trá hình và xấu xa của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đó. Đến nay đã có 350 triệu người Trung Quốc tuyên bố rút khỏi tất cả các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chúng ta thấy chưa? Đó, theo bài báo này nói rất là rõ. Dịch bệnh Vũ Hán đã làm người dân thức tỉnh. Ngày 27 tháng 1, một người công nhân ở Vũ Hán đã đặt cho mình một bút tuyên bố rút khỏi Đoàn Thanh niên Cộng sản. Anh nói, đã 2 ngày kể từ khi anh ấy bị sốt, ho và tiêu chảy, khi bệnh viện cũng không tìm được bác sĩ, đành phải mua chút thuốc trong một hiệu thuốc. Anh không biết mình có đang mắc phải căn bệnh truyền nhiễm đau đang lưu hành hay không. Chúng ta thấy không? Anh đã nhìn thấy rất nhiều bệnh nhân đau khổ dày vò, không được bác sĩ điều trị. Anh không cam tâm cứ như vậy mà chết đi. Anh từng nghe người thân nói rút khoảng đoàn đội là có thể bảo đảm an toàn. Chi tiết về người thân cũng không dám nói trên điện thoại. Anh không thể truy cập internet ở nhà. Vì thế, anh đã gọi điện cho bạn cùng lớp nhờ họ giúp anh tuyên bố rút khỏi đoàn trên trang web của Epoch Times. Dương Dương, người Hồ Bắc, tuyên bố rút khỏi đội thiếu niên tiền phong, viết: dịch bệnh này ở Hồ Bắc Trung Quốc là do thiên tai và nhân họa gây ra. Vì thành tích, đám quan chức che giấu tình hình thực tế, xem mạng người như cỏ rác trong thời điểm quan trọng. Ca mừng thái bình mỗi ngày, nói suông nghe thật êm tai. Hành vi của Đảng Cộng sản Trung Quốc thật buồn. Trời diệt Đảng Cộng sản Trung Quốc. Em chào anh Gấu. Đây, người chết ngoài đường, anh chị em thấy không? Nè, một người chết nằm trên đường
vào ngày 30 tháng 1 năm 2020 nghi ngờ bị nhiễm virus corona mới. Đó, ảnh do AFP cung cấp. Đó, xin thưa với anh chị em. À, bây giờ tiếp theo, à, coi bài báo này là họ nói cái gì và chúng ta cảnh tỉnh cho chúng ta được cái gì. À, Tô Hiểu Hùng đã thất vọng đến cực điểm đối với cách cư xử của Đảng Cộng sản Trung Quốc khi dịch viêm phổi Vũ Hán lừa trên gạt dưới, coi thường sự sống chết của người dân. Bởi vậy mà anh đã trịnh trọng tuyên bố rút khỏi các tổ chức đảng đoàn của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khánh Thanh Cổ, người đã tuyên bố rút khỏi Đoàn Thanh niên Cộng sản, nói cách làm việc ngu xuẩn của Đảng Cộng sản Trung Quốc và hậu quả đáng lo ngại trong dịch viêm phổi Vũ Hán này đã khiến cho mọi người cảm thấy chán nản và sợ hãi. Anh hy vọng gia đình mình sẽ bình an, cũng hy vọng rằng dân tộc Trung Hoa sẽ có thể tránh được tai họa này, nghênh đón khởi đầu mới. Chúng ta thấy không? À, một người tứ xuyên với biệt hiệu đầu hạ đã vô cùng thất vọng trước những hành vi che giấu, lừa gạt dân chúng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Từ nay tôi không còn ôm bất cứ kỳ vọng nào vào Đảng Cộng sản Trung Quốc nữa. Gần đây, tôi biết được rất nhiều sự thật về cuộc đàn áp nhiều người vô tội của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cho đến kiên quyết rời khỏi tổ chức đoàn đội. Lý Hiểu Minh ở Hắc Long Giang tuyên bố rời khỏi đội thiếu niên tiền phong. Bạn của anh là Y Lão Tứ tuyên bố rút khỏi đảng đoàn đội. Họ viết: hàng chục thập kỷ dưới sự thống trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã mang lại những thảm họa chưa từng có cho nhân dân Trung Hoa. Cả người và thần đều tức giận, hiện tại bùng phát virus trên diện rộng ở trong nước. Chính phủ coi thường, che giấu tình hình dịch bệnh, thiên tai, nhân họa. Anh chị em thấy khủng khiếp không? Người làm tam thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc là Tà Linh. Nghe nó nói Đảng Cộng sản Trung Quốc là Tà Linh nè. Và Trung Quốc với Việt Nam nó có khác nhau ở chỗ nào không? Hôm nay tôi đột nhiên hiểu ra Đảng Cộng sản Trung Quốc không phải một tổ chức chính trị, không phải một đoàn thể chuyên chính, cũng không phải là một đảng phái độc tài gì đó. Nó chính là một tà linh đang sống sờ sờ. Nó có sinh mệnh, có máu thịt, có nanh vuốt. Mấu chốt là nó có mục đích sinh tồn, ký tên Dương Đức Phúc, người rút khỏi đoàn đội phát biểu. Mục đích sinh tồn của Đảng Cộng sản Trung Quốc đó là cạn máu của người dân trong nước, làm đầy cơ thể của tà linh. Người Trung Quốc cũng chỉ là con cá nằm trên thớt mà thôi. Đó, anh chị em thấy không? Đó, chính người Trung Quốc mà còn nói đó, anh chị em thấy nó biếm họa một cái quái vật, đó là Đảng Cộng sản Trung Quốc, khủng khiếp không? Đó. Phúc, Đảng Cộng sản Trung Quốc chính là một tà linh. Nó có sinh mệnh, có máu thịt, có nanh vuốt. Mấu chốt là nó có sinh tồn. Ảnh của Epoch Times. Dương Đức Phúc nói anh đã đọc loạt bài viết như chính bài bình luận về Đảng Cộng sản. Mục đích cuối cùng của chúng, của chủ nghĩa Cộng sản, do Epoch Times xuất bản. Lúc đầu anh còn coi những cuốn sách này là sách phản đảng. Giờ anh mới bừng hiểu ra ý nghĩa quan trọng nhất của những cuốn sách này là chỉ ra Đảng Cộng sản Trung Quốc là một thực thể của tà linh, hoàn toàn là một cơ thể sống theo nghĩa đầy đủ, một con thú thức độc lập, hình ảnh bản thân và kết cấu tổ chức. Nghe không? Câu đầu tiên ngôn của Đảng Cộng sản là một âm hồn của chủ nghĩa Cộng sản lang thang khắp đại lục châu Âu. Đây không phải ví von mà là một câu tự thuật chân thực, tự thuật chân thực, tự thuật chân thực. Đó. Anh đã từng được những người bạn Pháp Luân Công thuyết phục làm tam thoái, dù anh cũng không có thiện cảm gì với Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng lại luôn nhiều lần từ chối ý tốt của họ, bởi anh cảm thấy rằng
cách làm này sẽ không ảnh hưởng gì đến Đảng Cộng sản Trung Quốc, không khiến cho nó thiếu đi một cây súng hay một xe pháo, không khiến cho nó một phần tiền thuế mà người dân đóng nộp, cũng không thể làm giảm số lượng đăng ký đảng viên của nó. Cho nên anh luôn cười một tiếng rồi cho qua. Đó, không tin đó. Hậu quả đây. Chào tất cả anh chị em của chú bác vô sao. Tuy nhiên, sau khi được Dương Đức Phúc nghĩ thông suốt về hình thực sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc, anh bỗng nhiên hiểu ra suy nghĩ và tâm tình của những người bạn Pháp Luân Công khi khuyên tâm họ đã. Những quan chức che giấu dịch bệnh, những dư luận viên giải thích thanh minh, người khắc phục, ngoan ngoãn, nghe theo, lấy đại cục làm trọng. Thực chất họ là một tế bào của cơ thể tà linh. Mặc dù không biết lúc họ há miệng, thực ra tà linh đang lên tiếng ở phía sau. Lúc họ hành động, nhưng thực ra là tà linh đang vương móng vuốt đằng sau. Chúng ta thấy không? Những quan chức che giấu dịch bệnh, những dư luận viên giải thích thanh minh, những người khuất phục ngoan ngoãn theo ý, lấy đại cục làm trọng. Anh cho rằng mình đã hiểu rõ nạn đói 3 năm cách mạng văn hóa, hiểu rõ tử thảm sát Thiên An Môn ngày 4 tháng 6 1989, cũng hiểu rõ màn kịch đằng sau cái gọi là vụ án tự thiêu Thiên An Môn. Ghê không? Cũng biết sự tồn tại lâu dài của việc cướp nội tạng. Ghê không? Cái nó phơi bày ra. Tôi đã căm phẫn nộ, cũng suy nghĩ thật lâu về lý do tại sao những điều xảy ra lặp đi lặp lại nhiều như vậy. Dân tộc Trung Hoa sao lại có một đảng cầm quyền như vậy? Bây giờ tôi biết tất cả mọi thứ. Sau khi hiểu rõ bản chất của Đảng Cộng sản, tất cả đều có đáp án. Tại đây, anh trịnh trọng tuyên bố rút khỏi tổ chức đoàn đội. Điều này khiến cho một phần của cơ thể tôi biến mất. Phần đã từng thuộc về tà linh của Đảng Cộng sản Trung Quốc, một phần cơ thể đã từng chủ động hoặc bị động cung cấp thúc nó. Từ nay về sau, mãi mãi vĩnh biệt. Chúng ta thấy một người coi như là thoái đảng họ nói nè. Đồng thời, anh đã thuyết một người bạn của mình rút khỏi. Anh hỏi người bạn đó, cậu có thể chạy trốn khỏi trách nhiệm lịch sử và sự khiển trách của đạo nghĩa sao? Nhưng tội ác vô biên của Đảng Cộng sản, cho dù làm một phần tử của nó, cậu có thể tiếp nhận được một phần trách nhiệm đó. Sau khi xem TV đưa tin, thấy số người bị viêm Vũ Hán ngày càng tăng, bạn bè của anh cũng đồng ý rút khỏi đội. Chúng ta thấy không? Một người từ Quảng Đông ký tên là Lâm Nhật Nhã Hành, Lâm Nhậm Ngã Hành nói, sau một thời gian dài suy nghĩ, tôi quyết định công khai rời khỏi đoàn đội, từ bỏ con quỷ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thời gian này đã rất dài, tôi biết được Đảng Cộng sản Trung Quốc rất tàn ác, toàn bộ tà giáo Đảng Cộng sản cũng rất tàn ác. Người thân của người này đang kinh doanh, anh biết được họ hàng đã tam thoái, tất cả mọi người đều khuyên anh rút khỏi. Anh nhìn thấy sự khủng khiếp của đại dịch viêm gần đây ở Vũ Hán, sự kém hiệu quả và bất tài của Liên Xô sau vụ rò nhân ở Chernobyl năm đó lại tái diễn trên đại lục. Anh rất thất vọng và biểu thị hoàn toàn từ bỏ Đảng Cộng sản Tà giáo, hơn nữa ném được thấm nhừng vào bãi rác. Chúng ta thấy không? Đó, người Trung Quốc đó, họ còn chán ghét cái Đảng Cộng sản như vậy đó. Nhưng mà Việt Nam thì cứ bu cái đít của nó, ôm đít nó, cứ liếm đít nó miết, không biết sao vậy. Một người khác nói, năm đó khi gia nhập tổ chức Đảng Cộng sản Trung Quốc, tư tưởng đơn thuần, không nhận thức được bản ác của Đảng Cộng sản. Nhưng sau khi bước ra khỏi xã hội, tận mắt chứng kiến Đảng Cộng sản Trung Quốc trở thành một đảng mục nát nhất trên thế giới,
Đại đa số quan chức Đảng Cộng sản đều là thành phần tham ô, mục nát. Bộ phận những kẻ tham nhũng có hàng chục, hàng trăm, hàng tài sản mà những người dân tầng lớp thấp, kém lại cực kỳ nghèo khổ. Sự phân hóa trong xã hội rất nghiêm trọng. Đảng Cộng sản đã trở thành nhóm xấu xa nhất thế giới. À, kinh khủng không anh chị em? Đảng Cộng sản Trung Quốc lừa gạt dân chúng bằng những lời dối trá, duy trì quyền lực bằng những trận ác đấu. Bởi vậy, tôi quyết định rút khỏi tổ chức tà ác của Đảng Cộng sản, rút khỏi đội thiếu niên tiền phong và đoàn thanh niên Cộng sản, quyết tâm đoạn tuyệt và trở thành một công dân Trung Quốc hiền lành. Một người là Thiên Hữu nói, anh đã sống ở Đại Lục trong nhiều thập kỷ, căm thù đến tận xương tủy với những hành động xấu xa của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cộng thêm việc che dịch bệnh viêm phổi của Đảng Cộng sản Trung Quốc khiến cho anh không còn chút hy vọng nào nữa. Nhờ bạn bè giúp mình rút khỏi tổ chức đoàn đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chúng ta thấy không? Đó. Thì ở đây nó có hai cái video. Tự thiêu Thiên An Môn và sự lừa dối thế kỷ về Pháp Luân Công. Chúng ta thử đi xem qua cái đoạn video này tí xíu nha anh chị em. Chứng kiến năm 1990 gây xôn xao dư luận cả trong và ngoài nước, mà giới bình luận đều nhìn nhận như một lời tiên tri, ấy là cuốn tiểu thuyết Hoàng Hòa. Năm 2001, chính quyền Giang Trạch cấm cuốn sách này. Tức đó là vì trong cuốn tiểu thuyết kể rằng Bộ Công an đã mua một bệnh nhân ung thư đến tự thiêu tại Thiên An Môn, rồi lấy đó làm cớ để đàn áp người khác, quả giống với cái gọi là tự thiêu tại Thiên An Môn. Và nhiên năm 2001, Giang Trạch Dân đã dàn dựng vụ tự thiêu này để lấy cớ gia tăng đàn áp Pháp Luân Công. Phải chăng đó chính là nguyên nhân cấm quyển sách trên sau 10 năm lưu hành? Đây là văn thâu từ tư liệu do Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc phát sóng. Cơ quan truyền thông Trung Quốc nhất đời đáng ghét rằng kẻ tự thiêu là học viên Pháp Luân Công. Cô Lưu Xuân Ninh là người đã chết ngay tại hiện trường. Tuy nhiên, chính văn hình này đã phơi bày sự thật là cô Lưu không phải chết vì lửa. Cú đánh mạnh vào đầu. Đồ mua sát thâm hiểm. Chúng ta thấy không? Tàn ác không? Lửa trên người cô Lưu đã tắt được hết. Đột nhiên có người cầm một vật đánh mạnh vào đầu. Cô Lưu quỵ ngã xuống, còn vật đó bay văng ra, bay từ sau gáy cô bay lên không trung rồi mau chóng rớt xuống. Vậy hung thủ là ai? Nếu nhìn ngọn này lại, ta có thể thấy một cánh tay đặt vào đầu cô Lưu. Một người mặc đồ quân cảnh đang tiến về ống kính. Sao anh ta là một người đàn ông mặc áo cánh chỗ của kẻ đã ra tay đánh người, vẫn đang trong tư thế vừa dùng lực một vài giây về trước. Vật thể văng trên không bị quằn cong lại, cho thấy lực dùng rất lớn, hàn cũng tàn độc. Thậm chí còn thấy cô Lưu ngã quỵ rồi. Hai lên chỗ rất bí mật trong bệnh viện. Chúng ta thấy không? Ông Lý Trì, phó khoa phòng nói, chúng tôi khi cấp cứu ca bỏng diện tích rộng này, điều tối chủ yếu là chúng tôi lập tức cắt mở khí quản. Y học có dạy về thủ thuật cắt mở khí quản ở chỗ dưới thanh đới và lồng một ống thông khí vào. Người thanh niên nếu qua phẫu thuật này sẽ phải mất nhiều ngày mới nói được. Đối với trẻ em, rất khó có thể phát âm được trong những ngày đầu. Dẫu muốn nói cũng phải bịt ống, nếu không thì khí lọt ra ngoài không nói được. Tuy nhiên cháu ảnh 12 tuổi, con cô Lưu, sau 4 ngày phẫu thuật vẫn còn ống thông khí. Thế mà lời nói thanh âm đã rất rõ ràng, điều này quả không thể tin được. Kẻ tự thiêu có phải học viên của Pháp? Để chứng tỏ rằng cô Lưu là một Luân Công, Tân Hoa Xã đã tốn không ít công sức, nhưng các báo cáo của họ trước sau có mâu thuẫn, và Trung Quốc đồng thời cũng cấm các cơ quan khác điều tra thêm. Theo phóng viên Tân Hoa Xã báo cáo vào ngày 30 tháng Giêng, thì cô Lưu bắt đầu học Pháp Luân Công trước tháng 3 năm 99. Tuy nhiên, theo tờ Washington Post cho rằng kết luận, phóng viên Philip Han của Washington Post đã đến nhà cô Lưu tại phủ Cây Phong để tìm hiểu sự thật. Hàng xóm đều nói rằng
chưa từng thấy cô lưu luyện pháp luân công bao giờ cả. Câu này đã lưu truyền cả trong và ngoài nước Trung Quốc. Dạ em chào chị Trương Thị Nga. Đó lại nói cô lưu bắt đầu học pháp luân công vào tháng 7 năm 99 khi Trung Quốc bắt đầu bất hại pháp luân công trên nhà nên không ai biết cô tập pháp luân công. Đấm tịch trước sau cũng bị lộ. Kẻ mang danh người tổ chức tự thiêu ông Vương Tiến Đông có thân phận càng hãng nghi hơn nữa. Tân Hoa Xã đã dựa trên tư thế ngồi thiền và lời hô to trên hiện trường mà kết luận rằng ông Vương là học viên pháp luân công. Học viên kỳ cựu tu luyện từ năm 96 đến nay vẫn không biết ngồi thiền, kể cả kiết già hay thế bán kiết già vốn là yêu cầu bắt buộc trong pháp luân công, thậm chí động tác cơ bản với hai ngón tay chạm vào nhau cũng sai nốt. Sau khi châm lửa tự không hiểu sao chai nhựa nước dùng để đựng xăng vẫn không bị nổ tung mà thậm chí chẳng bị hề hấn gì. Trên ống kính ta thấy ông Vương bị cháy cả, vậy mà ông lại bình yên vô sự. Tân Hoa Xã đang diễn vở kịch nào vậy? Trước những điểm thật sơ hở ấy, đài truyền hình Trung ương Trung Quốc không còn cách nào giải thích. Rốt cuộc họ đã chữa lại cảnh tượng trong phim tự thiêu bằng cách tước bỏ những đoạn sơ hở ở các lần phát sóng sau này, nhưng tội ác của tập đoàn Giang Trạch Chân không thể nào che giấu. Ngay tại Hội nghị Liên Hiệp Quốc vào tháng 8 năm 2001, Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế đã bật rõ ràng sự việc này là do bàn tay của Giang Trạch Chân đạo diễn và đã đưa ra trước hội nghị những đoạn băng hình phân tích. Có thể nói, cái gọi là tự thiêu tại Thiên An Môn chính là một âm mưu thâm hiểm của Giang Trạch Chân nhằm hãm hại Pháp Luân Công, mạng con người để lừa dối nhân loại trên thế giới nhằm gây lòng thù hận rồi mượn đó làm cớ tàn sát những học viên Pháp Luân Công lương thiện. Nhưng âm mưu tự thiêu tại Thiên An Môn không phải là lần đầu tập đoàn Giang Trạch Dân cố tình đổ vạ cho Pháp Luân Công, cũng không phải là lần cuối. Bí mật thuốc thúc sinh. Trong tờ Nhân dân Nhật báo tại Trung Quốc, Phan Ngọc Phương 80 tuổi đã tiêm để xin người sáng lập Pháp Luân Công vào năm 52 đã có dùng thuốc thúc sinh, nhưng căn cứ theo từ điển Bách Khoa Columbia, thành phần của thuốc ấy mãi đến năm 53 mới phát hiện được. Không hiểu bà lão lúc ấy lấy thuốc thúc sinh ở đâu. Những con số biết nói. Từ ngày 22/9, các cơ quan truyền đời nhất mực nói rằng tu luyện pháp luân công dẫn đến 1.400 người chết, và hiện nay họ đẩy con số lên tới 1.700 người. Tạm không nói rằng đây là con số chưa hề được các cơ quan độc lập thứ ba. Ta thử lấy con số 1.700 số học viên cũng theo cơ quan truyền thông Trung Quốc là chỉ có hơn 2 triệu người, và tạm lấy thời gian trong 3 năm, kết quả tính từ điện tử 0.03%. Con số này quá thấp so với tỷ lệ tử vong tự nhiên hàng năm là 0.65%. Ngoài ra, bây giờ chúng ta bỏ qua đó đi. Bây giờ chúng ta qua cái này à. Đó. Người chết. Chắc là nhiều người chết. Đó, anh chị em thấy không? Cái sự dối trá. Đó, bây giờ như vậy là đủ rồi, bởi vì rất là rõ ràng. Rất là rõ ràng á là hiện nay Trung Quốc nó cũng không có trị được. Và nó lại tiếp tục nó làm những cái sự dối trá. Nó đưa ra những cái sự dối trá. Đó. Và Đảng Cộng sản Việt Nam cũng vậy. Đó, cũng đưa ra những sự dối trá. Bưng bít thông tin. Bưng bít thông tin là đó, bưng bít thông tin để coi như là truyền, để cho lây truyền những bệnh dịch là tội ác chống lại loài người, anh chị em. Và Trung Quốc và Việt Nam đều như vậy, cho nên chúng ta phải bảo vệ lấy chúng ta. Nếu chúng ta muốn bảo vệ lấy chúng ta thì phải đừng đi ra ngoài, trích đó, ở trong nhà bảo vệ lấy gia đình của mình, bảo vệ coi như là phòng tránh những cái người mà
họ đem những con virus này vô, đó là những người Trung Quốc, tránh xa họ, đừng làm việc cho họ. Ừ. Chứ không thì không ai bảo vệ bạn đâu. Đừng có nhờ, đừng có bao giờ tin rằng Đảng Cộng sản nó sẽ coi như là bạn không có. Nó chữa cho người Trung Quốc miễn phí, nó cho người Trung Quốc vô ở miễn phí. Chứ các bạn thử nó xem nó có miễn phí hay không. Nó thật sự các bạn như vậy đó, không có miễn phí đâu. Tiên đó là tự mình cứu lấy mình là cái đầu tiên à, chứ đừng có chờ ai hết đó. Đó, không ai làm được điều đó ngoài mình đâu à, không ai chăm sóc cho mình tốt à, đâu đó. Dạ đúng rồi chị Nga, và Việt Nam nó đều giống hệt nhau anh chị em thấy đó. Như cái đoạn đó, những cái đoạn mà tôi đã đọc đó, thì Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam nó có khác nhau cái gì không? Không khác nhau gì hết à, đều y hệt nhau. Chào Hoa Lê Hoa à. Như vậy thì cũng thông qua cái như live stream này, tôi muốn kêu gọi anh chị em hãy tích trữ lương thực à, và đừng có tiếp xúc với người Trung Quốc hay đang làm trong các công ty của Trung Quốc. Thì nghĩ giùm tôi là làm ơn đừng có vì mấy đồng lương của mình mà lại coi như là chết à. Tôi nói anh chị em nè, anh chị em đừng có sợ mất việc. Không mất việc đâu à, anh chị em thà mất việc còn hơn là anh chị em phải mất mạng à, anh chị em à, cái mạng anh chị em nó quý rất là nhiều. Cha mẹ anh chị em đẻ anh chị em ra nuôi anh chị em lớn à, tự nhiên bây giờ vì mấy đồng tiền anh chị em bán cái mạng của mình, thấy có đáng hay không? Và cái dịch bệnh nó như vậy à, anh chị em thấy có đáng hay không à, ở Việt Nam rất là nhiều người chết rồi à, và có những người đang đi giữa đường cũng giật ra chết rồi, các bạn thấy hay sao à. Xin thưa với các bạn một lần nữa, tôi muốn nhắc nhở các bạn rằng Trung Quốc không bao giờ là bạn của Việt Nam cả, mà họ chỉ là những cái đem lại gieo rắc sự đau khổ, đau thương, bệnh tật, chết chóc. Và họ luôn có một cái giả tâm rằng, em chào chị Phụng Huỳnh, họ luôn có một cái giả tâm rằng phải chiếm cho bằng được đất nước Việt Nam, cho sạch dân Việt Nam. Đó, đó là giả tâm của họ. Cho nên nếu chúng ta muốn tồn tại, đất nước chúng ta trên 4.000 năm văn hiến rồi, nếu chúng ta muốn tồn tại, chúng ta phải tránh xa nó, bằng mọi cách đuổi nó. Đó, mọi cách em làm bằng cách nào không cần biết, nhưng phải tránh càng xa càng tốt. Anh chị em nè, nói nó qua đây, nó đầu tư nó phải cần công nhân làm. Anh chị em không làm việc cho Trung Quốc đó, nó đầu tư qua đây nó lỗ à. Anh chị em nghĩ đi, bao nhiêu máy móc, bao nhiêu ấy, đúng không? Nó qua đây nó du lịch, chúng ta không bán đồ ăn cho nó lấy gì nó ăn hả? Nó bớt cỏ nó ăn à, đúng không? Đó, nếu như chúng ta tiếp tay cho nó là chúng ta đang tiếp tay để giết hại đồng bào của chúng ta à, đang hủy diệt cái đất nước của chúng ta, đang hủy diệt lấy tương lai của các bạn. Chính các bạn là những người tiếp tay, là những người đang hủy diệt đó các bạn ạ. À, đó là những cái lời khuyên chân thành của tôi. Tôi muốn gửi đến tất cả các anh chị, cô chú bác à, là hãy tự cứu lấy mình, hãy tích trữ lương thực. Công nhân nghỉ việc, ở nhà đóng cửa, cải tạo à, lấy coi như là những cái mảnh vườn của mình để mà cho nó qua cái đại dịch này à. Còn không, chúng ta chết, khôn cũng chết, dại cũng chết. Nhưng các bạn biết bảo vệ lấy các bạn thì các bạn không chết. Các bạn khuyên rất là chân thật à. À, hôm nay thì cũng đã trễ rồi à, cũng cảm ơn tất cả anh chị em, cô chú bác rất là nhiều. Cảm ơn tất cả anh chị em, cô chú bác đã dành rất là nhiều thời gian để theo dõi những cái live stream của em à, cũng như luôn luôn cập nhật tình hình à, về cái bệnh dịch virus corona này, tức là cái virus tập cận bã này ừ. Thì cũng mong rằng tất cả những người dân Việt Nam được bình an, không có ai phải bị bệnh, không có ai về nó.
Đặc biệt rằng á, cái tình hình nó phức tạp như ngày hôm nay thì chúng ta phải biết bảo vệ lấy mình. Đừng có để đảng nó bảo vệ lấy mình. Đảng nó không bảo vệ lấy mình đâu, mà đảng chỉ giết mình thôi. Cảm ơn tất cả anh chị em, cô chú bác rất là nhiều. Em cũng mong tất cả anh chị em, cô chú bác chia sẻ những cái livestream này ra để cho mọi người cùng biết. Chúc tất cả những anh chị em, cô chú bác ở hải ngoại có một ngày làm việc thật là vui vẻ. Tất cả những anh chị em ở Úc Châu có một đêm thật là ngon giấc. Chúc tất cả những anh chị em ở Việt Nam cũng có một đêm thật là ngon giấc. Và hãy luôn mẹ, đừng sợ những gì đảng Cộng sản nó hù dọa mình nữa. Nó đã đối xử với chúng ta không giống như con người 40 mấy năm nay rồi. Chúng ta còn cái gì để mất nữa? Các bạn càng sợ mất thì nó sẽ mất. Và khi các bạn không sợ mất nữa thì nó sẽ không mất. Bởi vì các bạn không sợ nữa, các bạn sẽ lấy lại, mới chống lại được cái đó. Thì lúc đó các bạn sẽ có lại anh chị em. Cảm ơn tất cả anh chị em, cô chú bác rất là nhiều. Tạm biệt tất cả anh chị em, cô chú bác trong những cái live stream tiếp theo.